Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. chương 801 Lê uy long đến. Lê uy long đến. Đến tầng 26, Trương Minh Nguyệt thấy quốc vương Long Quốc đứng ở giữa được quan hồng và cấm vệ bao bọc lại. Thấy quốc vương Long Quốc bình tĩnh đứng ở đó, Trương Minh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm được. Nếu như quốc vương Long Quốc có vấn đề gì, thì bản thân thiếu cẩn trọng rồi. Quốc vương, thuộc hạ bảo vệ không chu đáo, khiến quốc vương phải kinh hãi, xin quốc vương xử tội. Trương Minh Nguyệt tiến về phía trước nói. Trương Minh Nguyệt, đặc vụ của địch lợi dụng cơ hội để trà trộn vào, tôi không trách cô. Quốc vương Long Quốc Độ Lượng nói. Cảm ơn quốc vương, Trương Minh Nguyệt cảm kích nói. Không ngờ khiến quốc vương Long Quốc phải chịu kinh hãi như vậy, vậy mà không trách bản thân. Lúc nãy khi nguy hiểm cận kề, nhất định là do mọi người cố gắng giết địch, tôi mới được thoát nguy, tôi cảm ơn mọi người. Quốc vương Long Quốc nói quốc vương quá khách sáo rồi, bảo vệ quốc vương là chức trách của thuộc hạ, quốc vương không cần phải cảm ơn. Trương Minh Nguyệt được khen mà lo sợ, không ngờ quốc vương Long Quốc không chỉ không xử tội xuống mà còn cảm ơn, đây đúng là vị quốc vương ngàn năm khó thấy. Vừa rồi tòa nhà đối diện đột nhiên phát nổ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quốc vương Long Quốc hiếu kỳ hỏi. Thưa quốc vương, vừa nãy có một đặc vụ muốn dùng súng bazooka bắn người, đã bị tôi từ sân thượng nổ súng bắn chết khi hắn ngã xuống đã bóp chúng cò súng viên đạn được bắn ra đạn bắn chúng trần nhà sau đó thì xảy ra vụ nổ hà ngọc vinh nói quốc phương long quốc nghe nói vậy mồ hôi chảy ra trong tức khắc nếu như không có trương minh nguyệt kịp thời bắn tên đặc vụ đó thì hắn sẽ bắn qua đây bản thân với những hộ vệ này và cả các vị quan chức cũng sẽ tan sát ngay trương minh nguyệt cô có công cứu hộ tôi nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho cô quốc phương long quốc nói quốc phương, lần này khiến người sợ hãi, là do thuộc hạ bảo vệ không chu đáo, làm gì mà có công chứ? Trương Minh Nguyệt nói, vừa rồi nếu không có cô kịp thời bắn tên đặc vụ vác súng bazooka đó, tôi và các vị quan trước bây giờ đã tan sát rồi. Quốc phương Long Quốc nghĩ lại cũng phát sợ mà nói. Hà Ngọc Vinh và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng chuyên tác chiến loại hình quy mô nhỏ này, có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, và lại còn nhiều người, đặc vụ trong tòa nhà này rất nhanh đã bị diệt sạch, audio điện tử võ tấn bền Sau khi Hà Ngọc Vinh và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng diệt sạch đặc vụ trong tòa nhà này, bọn họ không ở đây lâu nữa, lập tức xuống lầu, nhanh chóng quay về khách sạn Thiên Long, tiếp tục công tác phòng bị. Bọn họ đều biết, quốc Vương Long quốc ở khách sạn Thiên Long, khách sạn Thiên Long đều rất quan trọng. Nếu cả tòa nhà này đã có đặc vụ, nói không chừng những nơi khác còn có đặc vụ ẩn nấp, không thể lơ là cảnh giác. Không lâu sau, Lê Uy Long cũng đã dẫn một nghìn người trong sư đoàn dũng sĩ vội vàng kéo đến khách sạn Thiên Long. Lệ Uy Long từ tay của hộ vệ lấy tuyệt thế thần kiếm tiểu thính vũ lâu của bản thân qua, sau đó xuống xe. Hà Ngọc Vinh thấy tay của Lệ Uy Long cầm thần kiếm xuống xe, lập tức chạy lên trên. Hộ soái, anh cuối cùng cũng đã đến. Hà Ngọc Vinh thấy Lệ Uy Long đã đến, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi. Lệ Uy Long đến, cô ấy như được uống thuốc an thần vậy. Có Lê Uy Long ở đó thì không có việc mà anh không giải quyết được. Hà Ngọc Vinh, tình trạng hiện tại như thế nào?" Lê Uy Long hỏi. "Đặc vụ tập kích quốc phương đã bị chúng tôi tiêu diệt." Hà Ngọc Vinh nói. "Nếu đã có đặc vụ tập kích, chắc chắn đã có kế hoạch hành động chu đáo, có thể xung quanh vẫn còn đặc vụ ẩn nấp, không thể lơ là." Lê Uy Long nói. "Vâng." Hà Ngọc Vinh nói. "Tình trạng quốc phương hiện tại như thế nào?" Lê Uy Long lại hỏi. Chương 802 lấy thân đỡ đạn. Vừa rồi tôi đã nắm bắt sơ qua tình hình, quốc vương bình an vô sự, hộ soái không cần lo lắng." Hà Ngọc Vinh nói, "Quốc vương vẫn ổn là được, nhất định phải tăng cường phòng bị, tôi lên trên xem quốc vương trước." Lệ Uy Long được biết quốc vương Long Quốc không bị gì, sự thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng vứt bỏ được. Nếu như quốc vương Long Quốc xảy ra chuyện gì ở quốc hòa, bản thân khó mà thoát tội." Nói không chừng còn khiến người ta tưởng rằng người kế vị này muốn lên ngôi gấp, cố ý để quốc vương long quốc xảy ra chuyện ở quốc hòa. Bản thân là người kế vị, mà quốc vương long quốc lại ở trong phạm vi mình cai quản xảy ra chuyện, chuyện này đúng là nhảy xuống sông cũng rửa không sạch tội. Đến lúc đó, cho dù bản thân có 100 cái miệng cũng khó mà giải thích được. Chính ngay lúc Lê Uy Long muốn rời khỏi khách sạn Thiên Long, Hà Ngọc Vinh đột nhiên kinh hoàng hét lên, "Hộ soái cẩn thận." Trong lúc hét lớn, hà ngọc vinh nhanh chóng chạy đến sau lưng lê uy long bởi vì cô ấy đã thấy một viên đạn từ cửa hàng đối diện phóng qua phóng đến lưng của lê uy long lê uy long thấy hà ngọc vinh hốt hoảng như vậy còn nhanh chóng chạy đến sau lưng bản thân thì biết chắc chắn lại có nguy hiểm kéo đến nữa bởi vì mỗi lần gặp nguy hiểm hà ngọc vinh đều dùng cách này dùng cơ thể giúp anh đỡ đạn trường hợp này lê uy long gặp nhiều rồi anh lập tức quay lưng sau đó quả nhiên thấy được một viên đạn đang bay đến trước ngực Hà Ngọc Vinh. thấy tình hình này Lệ Uy Long cũng vô cùng bất ngờ. nhưng phản ứng của anh cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức dùng một tay tròn eo của Hà Ngọc Vinh, một tay giơ ngang thần kiếm Tiểu Thính Vũ lâu lên trước ngực Hà Ngọc Vinh. ầm, uhm, viên đạn đó bắn trúng vào thân kiếm, phát ra một tiếng chói tai. viên đạn của cú bắn lén này uy lực vô cùng mạnh, tuy rằng Lệ Uy Long đã dùng kiếm cản viên đạn lại. Nhưng sức công kích của viên đạn cũng đã làm thân kiếm chạm vào trước ngực của Hà Ngọc Vinh. A, à, ngực của Hà Ngọc Vinh bị tiểu thính Vũ Lâu chạm trúng, đột nhiên hét lên một tiếng. "Ngọc Vinh, cô bị sao thế?" Lệ Uy Long nghe thấy tiếng hét của Hà Ngọc Vinh, tưởng cô ấy đã bị thương, vội vàng hỏi. "Tôi, tôi không sao, chỉ là tôi bị kiếm của anh chạm trúng ngực, có chút đau." Hà Ngọc Vinh nói. Vừa nãy kiếm trong tay Lệ Uy Long được để ngang. Nếu không thân kiếm sẽ cắt trúng ngực của Hà Ngọc Vinh rồi Nhanh, bảo vệ hộ xoái, tiêu diệt kẻ thù Sau đó có một người trong sư đoàn dũng sĩ thấy có người đánh lén Lê Uy Long Lập tức hét lớn Các chiến sĩ của sư đoàn dũng sĩ lập tức phản ứng ngay Một nửa số người liền che chở Lê Uy Long và Hà Ngọc Vinh ngay Còn một nửa số người còn lại lập tức xông ra Xông lên cửa hàng đối diện kia Trong chốc lát đã bắn chết tay đánh lén đó Tên đánh lén này vừa nãy thấy Lê Uy Long xuất hiện đã muốn một phát bắn chết anh. Chỉ cần bản thân có thể giết chết hộ soái bảo vệ Lê Uy Long của Long Quốc thì có thể nổi tiếng khắp thế giới, lập công lớn rồi. Nhưng mà, hắn không ngờ đến Lê Uy Long lại dùng kiếm đỡ lại sức công kích của viên đạn. Nếu như không phải Lê Uy Long dùng kiếm đỡ lại viên đạn đó, thì viên đạn đó hoàn toàn có thể xuyên thấu qua người của Hà Ngọc Vinh, sau đó lại xuyên qua Lê Uy Long, một mũi tên bắn hai con chim. Kết quả, hắn giết Lê Uy Long không thành ngược lại bản thân bị các chiến sĩ của sư đoàn dũng sĩ bắn thành tổ ong luôn. chương 803 sau này đừng đỡ đạn như thế nữa. Hộ soái bây giờ không sao rồi, xin anh thả tôi ra trước. Hà Ngọc Vinh thấy mọi người trơ mắt nhìn, Lệ Uy Long vẫn luôn choàng eo của cô ấy, khiến cô ấy cũng ngại luôn. Lệ Uy Long nghe Hà Ngọc Vinh nói như vậy, đột nhiên như vừa thoát khỏi giấc mộng, vội vàng buông tay khỏi eo của Hà Ngọc Vinh. Uy lực của viên đạn lúc nãy quá lớn rồi, tôi không khống chế được khiến cô bị thương thật tình xin lỗi lê uy long có chút ngại ngùng nói không sao tôi chỉ là bị kiếm chạm chúng không có gì to tát hà ngọc vinh nói không sao thì tốt sau này đừng hỡ ra là giúp tôi đỡ đạn nữa lê uy long nói anh là hộ soái bảo vệ của long quốc tính mạnh anh liên quan đến an nguy của long quốc không thể có bất cứ mệnh hệ gì được tôi đương nhiên không thể thoái thác mà giúp anh đỡ đạn rồi hà ngọc vinh theo lý mà nói cảm xúc trong lòng Lê Uy Long lẫn lộn, Hà Ngọc Vinh đã nhiều lần không màng đến tính mạng, dùng thân thể của mình đỡ đạn, chẳng lẽ thật sự chỉ bởi bản thân anh là hộ soái bảo vệ sao? Hộ soái, ở đây quá nguy hiểm, anh nhanh chóng vào khách sạn Thiên Long, đi tìm quốc vương đi. Hà Ngọc Vinh nói, được, tôi đi gặp quốc vương trước, mọi người tiếp tục ở đây phòng bị, mọi người đều phải cẩn thận, chú ý an toàn. Lệ Uy Long không phải sợ chết, mà là anh thật sự muốn gặp quốc vương trước. Vâng, Hà Ngọc Vinh nói. Lệ Uy Long dưới sự bảo vệ của mấy chục chiến sĩ sư đoàn dũng sĩ, đã vào được khách sạn Thiên Long. Lúc này, khách ở trong khách sạn Thiên Long đã sớm hỗn loạn, khắp nơi cũng đều là người kinh hoàng tháo chạy. Lệ Uy Long không để ý những người khách nào, trực tiếp đi thang máy, lên thẳng tầng 26. Lên đến tầng 26, Lệ Uy Long thấy quốc vương Long Quốc được hộ vệ bảo vệ ở giữa hành lang, thần sắc các vị quan chức đều hoảng loạn anh liền đi nhanh hơn, đi qua bên đó. Các vị quan chức và hộ vệ thấy Lê Uy Long đến, đều lần lượt mở ra một con đường. Quốc phương, tôi cứu hộ chậm chế, khiến quốc phương sợ hãi rồi, xin quốc phương xử tội. Lê Uy Long đến trước mặt quốc phương Long Quốc nói. Hộ xoái Lê, tôi không sao, chuyện này, tôi đã trải qua nhiều rồi, đã sớm thấy quen, anh đừng tự trách nữa. Quốc phương Long Quốc rất độ lượng nói. Lúc này, Ngụy Nghiêm kỳ lạ nói, hộ soái Lê, hành tung của quốc vương là tuyệt mật, và lại là do cậu sắp xếp quốc vương ở khách sạn Thiên Long, địch làm sao có thể biết được quốc vương ở khách sạn Thiên Long chứ? Đặc vụ của địch ở khắp mọi nơi, bọn họ nhận được tin quốc vương ở trong khách sạn Thiên Long, cũng không lạ gì. Lê Uy Long nói, quốc hòa nằm trong phạm vi cai quản của cậu, và lại cậu đã sớm sắp xếp đủ người ở xung quanh khách sạn Thiên Long phòng bị, làm sao có thể dễ dàng để địch đột nhập vào tòa nhà đối diện tập kích quốc vương chứ? Ngụy Nghiêm lại nói, những thứ này tôi nhất thời cũng không thể giải thích, nhưng mà tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ. Lê Uy Long nói, được rồi, hiện tại nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ, hai người các người khoan hãy nói đến vấn đề này trước. Quốc vương Long Quốc biết Ngụy Nghiêm trước rời luôn có hiểm khích với Lê Uy Long, không muốn hai người bọn họ tranh luận vào thời điểm này. Ngụy Nghiêm nghe được những lời này của quốc vương Long Quốc, liền không dám nhiều lời. Quốc phương, ngài ở đây đợi chút, tôi xuống dưới trước, tiêu diệt tất cả bọn địch, đợi gài trừ hết nguy hiểm, mới đến xin ngài xử tội. Lê Uy Long nói, hộ soái Lê, anh thân là hộ soái bảo vệ của Long Quốc, những chuyện tiêu diệt đặc vụ của địch nhỏ nhặt này, anh không cần thiết phải đích thân ra trận, ở đây cùng tôi đi, để những thuộc hạ đi làm là được. Quốc phương Long Quốc lo lắng cho an nguy của Lê Uy Long, cho nên muốn giữ anh bên cạnh. Quốc phương không cần lo lắng cho tôi, có trường hợp lớn nào mà tôi chưa thấy qua đâu, chẳng lẽ lại sợ những đặc vụ này của địch sao? Tôi xin chào trước, đợi tôi xử lý hết những đặc vụ này của địch mới lên với ngày sau. Lê Uy Long nói, được thôi, nếu hộ soái Lê Khăng Khăng muốn đích thân ra trận, vậy cứ đi đi. Nhưng mà, nhất định phải chú ý an toàn, tôi đợi anh quay lại. Quốc phương Long Quốc nói, vâng, xin quốc phương yên tâm, tôi đi cái rồi về. Lê Uy Long nói xong thì quay người rời đi. Khi Lê Uy Long xuống đến lầu 1, lúc đi ra khách sạn Thiên Long, Hà Ngọc Vinh lại chạy lên đây, không hiểu mà hỏi, hộ soái, sao anh nhanh vậy đã xuống lại rồi? Chương 804 tai họa sau này. Quốc Vương Long Quốc đang bị tập kích ở khách sạn Thiên Long. Là một hộ soái bảo vệ, làm sao tôi có thể ngồi nhìn không quản được? Bộ trưởng Ngụy Nghiêm đã nghi ngờ rằng tôi đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công để giết được Quốc Vương Long Quốc tôi phải đích thân tiêu diệt những đặc vụ của kẻ thù này để chứng minh sự vô tội của tôi. Lệ Uy Long nói, không hợp lý, hộ xoái đối với quốc vương Long Quốc một lòng chung và đã lập nhiều công lớn cho Long Quốc. Sao anh có thể lên kế hoạch giết quốc vương Long Quốc chứ? Thật là nực cười, Hà Ngọc Vinh tức giận nói. Lệ Uy Long nói, từ xưa đến nay luôn có những vị tướng phản bội. Quá nhiều vị tướng lập công lớn cuối cùng lại bị giết bởi những vị tướng phản bội. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng, anh đối với quốc vương Long Quốc hoàn toàn không có hai lòng. Bộ trưởng Ngụy Nghiêm dùng lý do gì để nghi ngờ anh? Hà Ngọc Vinh bối rối hỏi. Bộ trưởng Ngụy Nghiêm từ trước đến nay đều là người quỷ quyệt, xảo quyệt và tham vọng. Nếu không ngoài dự đoán của tôi, ông ta lợi dụng tôi làm người kế vị, muốn lấy đó làm lý do để sát hại quốc vương Long Quốc, để cho quốc vương Long Quốc phải xuống ngựa càng sớm càng tốt. Còn tôi sẽ lên vị trí đó bộ trưởng ngụy nghiêm xúi dục mối quan hệ giữa quốc phương và quan chức vì vậy phải sớm loại bỏ hà ngọc vinh nói ông ta là ngụy nghiêm không phải nói loại trừ là có thể loại trừ ông ta muốn trừ khử ông ta nhất định phải có đủ chứng cứ kết tội chết ông ta bằng không nếu như vô cớ trừ khử ông ta quốc vương long quốc sẽ thật sự nghi ngờ tôi có ý đồ bất chính lê uy long nói bộ trưởng ngụy nghiêm là người mưu mẹo lòng giả khó lường đã chiếm được lòng tin của quốc vương long quốc nếu người này không bị tiêu trừ thì sẽ là tai họa sau này." Hà Ngọc Vinh nói. "Bây giờ Quốc Vương Long Quốc có việc phải làm ở thành phố Quốc Hòa thuộc quyền quản lý của tôi, tôi không thể loại bỏ sự nghi ngờ. Tôi đã yêu cầu cô tăng cường bảo vệ xung quanh khách sạn Thiên Long. Tại sao lại có gián điệp trộn lẫn tiến vào đó được?" Lê Uy Long đặt ra nghi vấn. "Chúng tôi đã giám sát chặt chẽ những người đến và đi xung quanh, nhưng không thấy ai trong số những đặc vụ của kẻ thù bước vào tòa nhà." Có thể thấy rằng những đặc vụ của đối phương đó đã ổn định trong tòa nhà trước khi Quốc Vương Long Quốc cho kiểm tra khách sạn Thiên Long. Hà Ngọc Vinh cho biết, làm thế nào mà các đặc vụ của đối phương biết rằng Quốc Vương Long Quốc ở trong khách sạn Thiên Long và đi vào tòa nhà đối diện từ trước? Lê Uy Long hỏi. Có lẽ họ đã biết trước rằng Quốc Vương Long Quốc đang đóng quân ở khách sạn Thiên Long, vì vậy trước khi Quốc Vương Long Quốc đến khách sạn Thiên Long, họ đã ổn định trước và chuẩn bị. Hà Ngọc Vinh nói, quốc vương Long Quốc đến sân bay quốc hòa, sau đó tôi tạm thời quyết định để anh ta ở khách sạn Thiên Long. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đối phương làm sao có thể biết được quốc vương Long Quốc đang ở khách sạn Thiên Long mà chuẩn bị trước? Lê Uy Long hỏi lại, có thể có nội gián trong số những người trong nội bộ cấp cao. Khi anh quyết định để quốc vương Long Quốc ở lại khách sạn Thiên Long, tin tức đã bị dò dỉ, vì vậy kẻ địch có thể chuẩn bị trước trước khi quốc vương Long Quốc đến khách sạn Thiên Long. Hà Ngọc Vinh nói. Khi Lê Uy Long nghe Hà Ngọc Vinh nói điều này, anh đột nhiên cảm thấy rằng điều này là có thể xảy ra. Có rất nhiều quan chức đi cùng và có rất nhiều tướng lĩnh đã tiếp đón Quốc Vương Long Quốc lúc đó, nếu một trong số họ là kẻ phản bội nội bộ, khi quyết định để Quốc Vương Long Quốc ở lại khách sạn Thiên Long, kẻ phản bội nội bộ đã biết và đã gửi tin tức đi rồi. Từ sân bay đến khách sạn Thiên Long phải mất một khoảng thời gian nhất định, trong thời gian này, kẻ địch đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi quốc vương Long Quốc đến khách sạn Thiên Long và trước khi bắt đầu giới nghiêm, đã trực sẵn ở tòa nhà phía đối diện rồi. Rốt cuộc kẻ phản bội là ai? Hà Ngọc Vinh hỏi. Tôi không dám suy đoán điều này. Tôi chỉ là đội trưởng của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng. Việc tìm ra kẻ phản bội không phải là điểm mạnh của tôi. Hãy để Trương Minh Nguyệt điều tra, Hà Ngọc Vinh nói. Được rồi, bất kể chuyện nào đã xảy ra trước, ưu tiên hàng đầu hiện tại là quét sạch các nội gián của địch xung quanh và lập tức đưa người đến các khu vực xung quanh để tiến hành các hoạt động giả phá, để chúng không còn có thể gây ra mối đe dọa cho quốc vương Long Quốc nữa. Lê Uy Long nói, Rõ, Hà Ngọc Vinh lập tức nhận lệnh. Đúng lúc này, từ xa có một chiếc xe tải bất ngờ lao tới. Nhanh dừng lại, các lính cảnh vệ hét lên. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, chiếc xe tải đã lao tới nhanh hơn. Mau bắn đi, chính là gián điệp của địch. Hà Ngọc Vinh quyết đoán, hạ lệnh bắn. Bang bang bang, ra ra ra. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và hộ vệ lần lượt bắn vào chiếc xe tải đó. Tuy nhiên, chiếc xe đã được xử lý đặc biệt có kính chống đạn, vì vậy nó không thể bị vỡ cho dù có va chạm thế nào. Chiếc xe tải lao hết cỡ, lao qua rào chắn, lao thẳng vào cổng khách sạn Thiên Long. Lệ Uy Long và Hà Ngọc Vinh đang đứng ở lối vào của khách sạn Thiên Long. Hộ xoái, Mau tránh ra, trên xe có thuốc nổ. Các thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và các hộ vệ phía trước lần lượt hét lên. Lệ Lê Uy Long khi nghe tin trên xe chở đầy thuốc nổ thì trong lòng khẽ giật mình. Nếu chiếc xe tải lao vào khách sạn và kích nổ chất nổ, toàn bộ khách sạn Thiên Long có thể bị phá hủy. Quốc Vương Long Quốc vẫn còn ở khách sạn Thiên Long, nếu khách sạn Thiên Long bị nổ tung, Quốc Vương Long Quốc có thể chết ở đây. Rõ ràng đây là một cuộc tấn công liều chết của gián điệp bên phía đối phương. Biết được tình huống này, Lê Uy Long càng không dám bỏ chạy. Bang 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 bang, Hà Ngọc Vinh bảo vệ đằng trước Lê Uy Long, cô ấy liên tục bắn vào chiếc xe tải. Tuy nhiên, viên đạn đã bắn trúng kính chắn gió của chiếc xe tải nhưng nó không thể làm vỡ kính. Nhìn thấy chiếc xe tải càng ngày càng đến gần Hà Ngọc Vinh và Lê Uy Long, nhưng Hà Ngọc Vinh và Lê Uy Long không hề có ý định rời đi, tất cả mọi người đều bị sốc. Chương 805 phá hủy xe tải. Trên lầu cảnh giới phòng bị của tổ đặc vụ xe đầu và đội hộ vệ nhìn thấy cảnh này cũng đã bị sốc khi nhìn thấy chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ đang lao về phía Lê Huy Long. Nếu Lê Huy Long không bỏ chạy mà bị một chiếc xe tải đâm phải, anh chắc chắn sẽ bị nổ tung tại chỗ. Nếu chiếc xe tải lao vào khách sạn và chất nổ trên xe phát nổ, toàn bộ khách sạn Thiên Long sẽ bị phá hủy. Hộ xoái, tránh ra. Hà Ngọc Vinh bắt đầu bảo Lê Uy Long tránh ra khi cô ấy thấy rằng cô ấy không thể giết được đặc vụ đối phương đang lái chiếc xe tải. Trên xe đầy chất nổ, vì vậy không thể để hắn ta lao vào khách sạn. Lê Uy Long nói. Thế nhưng, thân thể bằng xương bằng thịt của chúng ta rốt cuộc cũng không thể ngăn cản được. Hà Ngọc Vinh lo lắng nói. Cô tránh ra trước, để tôi ngăn hắn ta lại. Lê Uy Long nói xong liền đẩy Hà Ngọc Vinh ra. Sau đó, Lê Uy Long rút ra thần kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu và lao về phía chiếc xe tải đang gầm rú trong khoảnh khắc đó một đạo năng lượng hình bán nguyệt bay ra lao thẳng tới phía trước xe tải nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người có mặt đều chết lặng nhiều người chưa từng nhìn thấy sức mạnh của tiểu thính vũ lâu trong tay lê uy long và không thể ngờ rằng thanh kiếm của anh có thể phát ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ như vậy năng lượng hình bán nguyệt vụt qua đầu xe như một con dao dựa sắc bén sau đó chiếc xe tải đột nhiên bị gãy làm hai nửa từ giữa. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lại sướng sờ. Không ai có thể ngờ rằng, hào quang kiếm khí phát ra từ thần kiếm trong tay Lê Uy Long lại có thể đột một chia đôi một chiếc xe tải vốn đang rắn chắc. Sức mạnh của thanh kiếm này đúng là không thể tin được. Mặc dù Hà Ngọc Vinh và các thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã được chứng kiến trận quyết đấu đỉnh cao gay cấn của Lê Uy Long và chiến thần bất bại Ano, nhưng họ không ngờ rằng sức mạnh năng lượng của thanh kiếm được thúc giục bởi anh lại lớn đến vậy. Trận đấu đỉnh cao giữa Lê Uy Long và Ano là động tác kiếm hơn là một luồng kiếm khí, vì vậy họ không biết rằng luồng khí kiếm của Lê Uy Long có thể chia đôi một chiếc xe tải chống đạn. Ngay cả chính Lê Uy Long cũng không biết điều đó, bởi vì anh chưa bao giờ cố gắng phá chiếc xe tải bằng năng lượng kiếm. Vừa rồi anh chỉ muốn làm thử, muốn xem có thể phá hủy xe tải và ngăn xe tải đi về phía trước hay không, không ngờ lại trực tiếp chia đôi xe tải. do tác dụng của quán tính nên xe tải sau khi bị trẻ làm đôi vẫn lao về phía trước. tuy nhiên, hai nửa xe bán tải đã mất thăng bằng và ngay sau đó lao ra phía ngoài. a, à, đặc vụ bên phía địch trên chiếc xe tải đang ngồi ở ghế lái và bắt đầu hét lên kinh hoàng. hai nửa chiếc xe tải lao vút qua lê uy long, sau đó lăn xuống đất và đâm vào bức tường hai bên lối vào khách sạn thiên long. thuốc nổ trên xe văng tung tóe trên mặt đất thuốc nổ chưa nổ cũng không có tiếng nổ nhưng khiến mọi người có mặt đều sợ đến toát mồ hôi lạnh đặc vụ đối phương trên xe tải bị thương nặng khi xe tải tông vào tường và trèo ra khỏi xe tải bang bang hà ngọc vinh bắn ngay lập tức để ngăn đối phương kích nổ chất nổ mỗi phát súng đều trúng tên đặc vụ địch và giết chết hắn ta ngay tại chỗ hộ soái hộ soái anh có sao không các thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và hộ vệ lúc này đã tỉnh táo trở lại và bao vây Lê Uy Long. "Tôi không sao, mau chuyển mấy cục thuốc nổ này đi, đừng để thuốc nổ phát nổ." Lê Uy Long nói. "Vâng, mọi người tiến lên kiểm tra thuốc nổ rồi chuyển thuốc nổ đi." Chương 806 một màn kịch. Hà Ngọc Vinh, Lê Uy Long tiếp tục gọi Hà Ngọc Vinh. "Có." Hà Ngọc Vinh lập tức chạy tới ngay lập tức đưa người đi điều tra khu vực xung quanh và quét sạch tất cả các nội gián của đối phương. Phải bảo vệ nghiêm ngặt trong bán kính một cây em, những điều như vậy không bao giờ được phép xảy ra nữa. Lê Uy Long nói, vâng, Hà Ngọc Vinh lập tức dẫn đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đi tìm kiếm xung quanh, gặp phải kẻ địch có súng thì lập tức bắn chết hắn. Sau khi tiêu diệt hết các gián điệp bên phía đối phương xung quanh, Hà Ngọc Vinh để đội đặc nhiệm Phượng Hoàng mở rộng phạm vi bảo vệ, Vừa rồi Lê Uy Long đã chia đôi chiếc xe tải chứa đầy thuốc nổ bằng một thanh kiếm và giải quyết nhanh gọn tránh một cuộc tấn công tàn khốc. Sự việc này nhanh chóng lan truyền đến tai quốc vương Long Quốc. Lê Uy Long dũng cảm hơn người, lại thêm thanh thần kiếm thánh trong tay của anh ấy là vô địch trên thế giới. Với sức mạnh của bản thân, anh ấy đã giải quyết một cuộc khủng hoảng lớn hiếm có trên thế giới. Quốc vương Long Quốc cảm thán nói. Đúng vậy à, hộ soái Lê luôn là một người đầu đội trời chân đạp đất anh ấy cũng rất dũng cảm. Kẻ thù muốn phát động một cuộc tấn công tự sát, nói đúng là dễ hơn làm. Vừa dối nếu không có hộ soái lê, lính cảnh vệ của chúng ta đã không thể chống lại được. Bây giờ khách sạn Thiên Long đã bị đánh bom và chính hộ soái lê đã cứu tất cả chúng ta. Đừng quá ca ngợi hộ soái lê, tôi nghi ngờ đây là một chương trình hay mà cậu ta đã đạo diễn và diễn xuất. Lúc này, Bộ trưởng Ngụy Nghiêm nói. Bộ trưởng Ngụy Nghiêm, ông nói sao? Dùng kiếm chém đôi một chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ, làm sao có thể tự mình chỉ đạo và thực hiện một việc nguy hiểm như vậy? Thành phố Quốc Hòa thuộc quyền quản lý của Lê Uy Long. Quốc Vương Long Quốc ở trong khách sạn Thiên Long, khu vực xung quanh vốn đã được canh gác cẩn mật, nhưng chúng ta lại bị tấn công tại khách sạn Thiên Long. Cậu không nghĩ rằng có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Bộ trưởng Ngụy Nghiêm, xin hãy nói rõ. Một vị quan trước hỏi khách sạn thiên long được bao quanh bởi người của lê uy long canh giữ giới nghiêm tại sao các nội gián của đối phương có thể dễ dàng vào tòa nhà đối diện và tấn công quốc vương long quốc lý do là gì hãy suy nghĩ về vấn đề đó bộ trưởng ngụy nghiêm nói bộ trưởng ngụy nghiêm có ý nói lê uy long cố ý để cho quân đối phương vào cố ý để đối phương ám sát quốc vương long quốc một vị quan chức ngạc nhiên nói ngoại trừ khả năng này tôi thật sự không nghĩ ra được những lý do khác Ngụy Nghiêm nói. Ngay khi lời của Ngụy Nghiêm nói ra, tất cả các quan chức có mặt đều sửng sốt. Sau đó Ngụy Nghiêm lại nói, quốc vương Long Quốc đi công tác, công tác an ninh còn kém hơn mấy ông chủ lớn. Thật khiến người ta kinh ngạc. Không thể nào, hộ soái Lê luôn trung thành với quốc vương Long Quốc, không thể nào hai lòng. Anh ấy sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Đúng vậy, hộ soái Lê là người cứu quốc vương Long Quốc nhiều lần, anh ấy không thể làm ra điều này được. Đúng vậy, nếu hộ soái Lê định giết quốc vương Long Quốc, lần trước quốc vương Long Quốc gặp nạn ở phương Bắc, hộ soái Lê có thể không thể cứu, nhưng hộ soái Lê đã từ phương Nam chạy về phương Bắc để cứu quốc vương Long Quốc. Hiện tại anh ấy cách vị trí quốc vương Long Quốc không xa, tại sao muốn ám sát quốc vương Long Quốc trên địa bàn của chính mình làm gì? Các quan chức lần lượt nói, họ đều tin rằng Lê Uy Long sẽ không phải là chủ mưu của vụ tấn công này. Mọi người đừng quên, Lê Uy Long bây giờ đã là người thừa kế, nếu quốc vương Long Quốc chết đi, cậu ta có thể lập tức ngồi vào vị trí quốc vương Long Quốc." Ngụy Nghiêm nói. Nghe được những lời của Ngụy Nghiêm như vậy, các quan chức có mặt lại sửng sốt và bắt đầu nghi ngờ. Sốt cuộc có quá nhiều nghi ngờ về cuộc tấn công vào quốc vương Long Quốc vừa rồi. Đó là lý do khi quốc vương Long Quốc đi công tác, công tác an ninh là cấp cao nhất và đặc vụ đối phương không thể xâm nhập vào tòa nhà đối diện. Kẻ thù có thể mang vũ khí vào tòa nhà đối diện và biết được căn phòng nơi Quốc Vương Long Quốc ở. Chỉ có một lý do duy nhất, đó là người của Lệ Uy Long đã cố tình cho kẻ thù vào và cho biết vị trí căn phòng mà Quốc Vương Long Quốc ở. Lời của Bộ trưởng Ngụy Nghiêm cũng có lý, tuy nhiên, trước khi Quốc Vương Long Quốc đích thân đi trừng phạt, Lệ Uy Long đã được chọn làm người thừa kế, tại sao còn cần ám sát Quốc Vương Long Quốc chứ? Một quan chức nọ hỏi. Có lẽ lúc đó Long Quốc đang bị tấn công từ mọi phía, lê uy long cảm thấy mình không đủ khả năng để điều khiển toàn bộ long quốc thời điểm chưa chín mùi vì vậy cậu ta phải cứu quốc vương long quốc trước đã ngụy nghiêm nói lẽ nào bây giờ là thời điểm chín mùi sao bây giờ kẻ thù hùng mạnh nhất đã rút lui long quốc đã giải quyết xong cuộc khủng hoảng lê uy long phải cảm thấy rằng đây là thời điểm tốt nhất để mình dẫn đầu đặc biệt trong cuộc họp hôm nay lê uy long đã đi ngược lại chiến lược của quốc vương long quốc Quốc vương Long Quốc chủ yếu muốn đưa quân đi Viễn Trinh, nhưng Lệ Uy Long lại phản đối việc đưa quân đi Viễn Trinh nên quyết định ra tay chiếm thế thượng phong, Ngụy Nghiêm nói. Khi mọi người nghe Ngụy Nghiêm nói câu này, đều bắt đầu hoảng sợ. Hiện tại tất cả bọn họ đều đang ở trong địa bàn của Lệ Uy Long, nếu Lệ Uy Long thật sự muốn làm phản và giết quốc vương Long Quốc thì không ai có thể chạy thoát, tất cả đều phải chết. Quốc vương Long Quốc nghe lời bàn bạc của các quan chức và Ngụy Nghiêm từ đầu đến cuối đều không nói một lời điều này khiến người ta không hiểu được suy nghĩ của anh ta. Lúc này, Lệ Uy Long tay cầm tiểu vũ thính lâu, bước ra khỏi thang máy, sau đó đi thẳng về phía quốc vương Long Quốc. Trường 807 tôi đã phạm phải tội gì chứ? Các vị quan chức vừa nghe ngụy Nghiêm nói rằng Lệ Uy Long muốn ngưu sát Long Chủ, hiện tại lại nhìn thấy anh đang đi về phía Long Chủ với một thanh kiếm lớn trong tay, tất cả bọn họ đều được một phen hoảng hốt. Mau bảo vệ Long Chủ! Ngụy Nghiêm thấy tình hình không ổn liền lập tức hô to ra lệnh cho mọi người. Các vị quan chức nghe thấy thấy mệnh lệnh của ông ta liền nhanh chóng tạo thành vòng vây tiến lên trước bảo hộ chặt chẽ Long chủ ở phía sau. Tình hình lúc này làm mọi người có mặt đều có phần sửng sốt, không biết sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lệ Uy Long, anh, anh, đừng qua đây. Một vị quan chức run rẩy nói. Lệ Uy Long, anh như vậy là phạm tội mưu sát Long chủ chỉ có con đường chết. Tôi khuyên anh hãy mau bỏ dao xuống, có gì chúng tôi còn nể tình xem xét tội trạng của anh một vị quan chức khác tức giận hét lên lê uy long lộ rõ vẻ mặt khó hiểu anh chẳng phải vừa rời khỏi một thời gian rồi mới quay trở về hay sao tại sao bây giờ anh lại trở thành kẻ phạm tội rồi chứ tôi đã phạm tội gì chứ lê uy long bối rối hỏi lê uy long anh bày ra kế hoạch ám sát long chủ thất bại hiện tại là anh muốn trực tiếp ra tay mưu sát ngài ấy có phải không ngụy nghiêm nói Ngụy Nghiêm, ông đừng ngậm máu phun người, ông có bằng chứng gì mà nói tôi có ý định mưu sát Long chủ? Lệ Uy Long hỏi. Cậu cầm cây kiếm sắc bén đó hừng hực tiến về phía Long chủ, đó không gọi là mưu sát chứ còn là gì nữa? Ngụy Nghiêm mạnh miệng đáp lại. Tôi thân là hộ soái bảo vệ đất nước, luôn luôn đều có thể mang theo kiếm đến gặp Long chủ. Lệ Uy Long vừa nói vừa tiếp tục bước tới. Lệ Uy Long có ý đồ mưu sát Long chủ, mau tập trung bảo vệ ngài ấy ngụy nghiêm lại hét lên tất cả các vị quan chức lập tức bao vây chắn trước người long chủ không một kẽ hở lúc này long chủ rốt cuộc cũng không nhịn không nổi nữa liền tức giận hét lên bảo vệ cái gì ở đây chứ tất cả các người mau cút hết cho tôi tất cả các vị quan chức đều nghe vậy liền nhất thời sửng sốt long chủ lệ uy long có ý đồ muốn giết ngài ngài còn muốn tha cho cậu ta sao ngụy nghiêm khó hiểu lên tiếng Lệ Uy Long chỉ là cầm kiếm tới gặp tôi có việc muốn nói mà thôi, các người sao lại nháo thành một trận ẩm ý như thế. Long chủ lộ rõ vẻ mặt không hài lòng. Long chủ, Lệ Uy Long rõ ràng là bởi vì ám sát thất bại nên mới đến đây trực tiếp để mưu sát ngài, Long chủ không nên coi thường cậu ta. Ngụy Nghiêm nói, nếu Lệ Uy Long quả thực muốn giết tôi, các người nghĩ chỉ vài chiêu thức còn con của các người có thể ngăn chặn nổi anh ta được không? các người cũng nên tự xem xét lại thực lực của bản thân mình trước đã. Thanh kiếm mà Lê Uy Long đang cầm trên tay có thể chẻ đôi cả một chiếc xe tải chỉ bằng một nhát chém. Nếu anh ta thực sự có ý định muốn giết tôi, hiện tại tôi cùng các người cũng đã sớm bỏ mạng. Long chủ khinh thường lên tiếng. Ngụy Nghiêm và các vị quan chức có mặt ở đó đều xấu hổ khi nghe những lời Long chủ nói. Đã biết thực lực của những người hộ soái bảo vệ này là không thể xem thường, giao đấu với bọn họ chẳng khác nào tình cảnh lấy châu chấu đá xe, nếu anh có ý định muốn mưu sát thì chuyện này quả thật quá dễ dàng như trở bàn tay. Lệ Uy Long, anh hãy nói cho bọn họ biết nguyên do anh cầm kiếm tới đây gặp tôi. Long chủ nói. Long chủ, tôi nghĩ rằng bên trong tổ chức chúng ta có thể đang có nội gián, vì vậy tôi đích thân mang kiếm đến đây để trực tiếp bảo vệ an nguy của ngài. Lê Uy Long giải thích rõ ràng sự tình. Các người nghe rõ chưa, Lê Hộ Soái là vì muốn bảo vệ an nguy cho tôi mà mới mang theo kiếm đến đây, các người còn chưa có hiểu rõ sự tình liền lập tức làm náo loạn cả lên hả? Cơ hồ trong lời nói của Long Chủ còn mang theo chút tức giận, thì ra Lê Uy Long mang kiếm đến gặp Long Chủ là để bảo vệ ngài chứ không hề có ý định mưu sát. Hộ xoái lê, tại sao anh nghĩ rằng trong tổ chức của chúng ta đang có gián điệp? Long Chủ thắc mắc hỏi. Bởi vì Long Chủ tổ chức cuộc họp bí mật ở khách sạn Thiên Long chỉ những người cấp cao như chúng ta mới biết. Nhưng trước khi chúng ta đến khách sạn Thiên Long đã có kẻ địch ẩn nấp ở tòa nhà đối diện, hơn nữa còn đã biết được chính xác vị trí phòng của Long Chủ. Có thể thấy rằng có ai đó ở sân bay đã tiết lộ tin tức này ra ngoài. Chờ khi đến khách sạn Thiên Long, kẻ đó lại truyền ra chính xác vị trí phòng của Long Chủ đang ở. Lê Uy Long nói ra suy đoán của chính mình. Ý của Lê Hộ Soái là trước khi chúng ta đến khách sạn Thiên Long đã có đối phương ẩn nấp ở tòa nhà đối diện từ trước rồi sao? Long chủ có phần kinh ngạc hỏi lại: "Đúng vậy, tôi đã bố trí đầy đủ nhân lực để canh gác xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ sự xâm nhập đáng ngờ nào vào tòa nhà đối diện, có thể cho thấy rằng đối phương có khi cũng đã biết được kế hoạch canh gác của bên ta nên đã thu xếp trước mọi thứ ổn thỏa." Lê Uy Long nói tiếp. Sau khi nghe những lời của Lê Uy Long, Long chủ nhất thời liền tỉnh ngộ suy xét lại mọi chuyện các vị quan chức cuối cùng cũng đã hiểu được tại sao hộ vệ canh gác chặt chẽ như vậy mà đối phương vẫn có thể ẩn nấp được trong tòa nhà đối diện, hóa ra là đã có kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Lệ Uy Long, cậu đúng là người vừa ăn cướp vừa la làng mà. Ngụy Nghiêm lúc này lên tiếng. Ngụy Nghiêm, lời ông nói có ý tứ gì? Lệ Uy Long đanh mặt hỏi lại. Nếu trong tổ chức của chúng ta có nội gián thì kẻ đó không ai khác chính là cậu. Lời nói của ông ta như một câu khẳng định chắc nịch tại sao ông lại cho rằng chính tôi là kẻ nội gián lê uy long bình tĩnh hỏi lại bởi vì chính cậu là người đã sắp xếp cho long chủ ở khách sạn thiên long nên không ai khác cũng chỉ có cậu biết rõ nhất hành tung vị trí của ngài ấy ngụy nghiêm nói lên suy đoán của mình nếu tôi là nội gián thì vừa rồi tôi cho xe tải lao vào khách sạn chẳng phải là quá tốt rồi sao tôi còn đem xe tải trẻ đôi ra làm gì lê uy long nói bởi vì cậu thấy kế hoạch chắc chắn đã thất bại cho nên muốn tự mình trực tiếp hành động, qua đó còn gián tiếp lấy được sự tín nhiệm lần nữa từ Long chủ. Bởi vì nếu chiếc xe tải kia lao vào khách sạn cũng chưa chắc gì lấy được mạng ngài ấy. Ngụy Nhiêm tiếp tục phản bác: "Tôi cả đời trung thành bảo vệ an nguy của Long chủ, cũng chưa từng một lần phản bội ngài ấy. Ông đừng có ở đó mà ăn nói lung tung." Lê Uy Long có chút tức giận đáp lại ông ta: "Trước kia cậu còn có thể trung thành với Long chủ, nhưng từ khi cậu trở thành người kế vị, Tham vọng của cậu cũng bắt đầu trỗi dậy, vì thế cậu bắt đầu có ý đồ mưu sát Long chủ để nhanh chóng có thể ngồi vào vị trí cao quý đó. Ngụy Nghiêm liền kiêu ngạo nói tiếp. Long chủ nãy giờ nghe Ngụy Nghiêm nói những lời đó cuối cùng cũng trở nên nóng nảy. Bộ trưởng Ngụy, ông đừng có tiếp tục ở đó mà ăn nói hàm hồ, tôi tin tưởng hộ soái Lê nhất định không phải là loại người như thế. Long chủ, tôi cũng không có ý định vu khống cho Lê hộ soái, mà là đều nghĩ về sự an toàn của ngài mà suy xét. Long chủ phớt lờ lời nói của ông ta, liền quay sang trực tiếp hỏi Lê Uy Long. "Lê Uy Long, theo như anh thấy kẻ nội gián có thể sẽ là ai?" Chương 808 nội gián. "Long chủ, trước khi tìm được chứng cứ, tôi không dám ngẫu nhiên đoán bừa người nào đó." Lê Uy Long nói. "Hừ, phải tìm ra kẻ nội gián này càng sớm càng tốt, nếu không, tất cả những tin tức tối mật sẽ bị anh ta truyền cho đối phương, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc." điều này sẽ gây nguy hiểm cho long quốc của chúng ta long chủ lo lắng lên tiếng đúng vậy tôi sẽ cố gắng tìm ra kẻ nội gián càng sớm càng tốt để phá hủy âm mưu của đối phương lê uy long tự tin nói vậy thì mọi việc đành trông chờ vào tin tức của lê hộ soái long chủ tôi muốn hỏi ngài một câu này nếu lê hộ soái có vấn đề cần hỏi cứ trực tiếp hỏi tôi tôi muốn hỏi đã có ai vào phòng của ngài sau khi ngài đã nhận phòng chưa Tại sao hộ soái lại muốn hỏi câu này? Kẻ thù muốn ám sát ngài thì trước tiên phải biết rõ cấu trúc phòng của ngài chẳng hạn như vị trí giường hoặc cửa sổ. Nếu có người đã vào phòng của ngài, tức là kẻ đó đã nắm rõ chi tiết kết cấu căn phòng và sau đó chuyển thông tin cho đối phương. Ngay khi lời của Lê Uy Long vừa nói ra, Long chủ đột nhiên giật mình như chợt nhớ ra điều gì đó. Mà Ngụy Nghiêm bên cạnh thì thái độ có phần sửng sốt. Bởi vì ông ta đã từng vào phòng của Long chủ và vừa rồi còn tự mình buộc tội Lê Uy Long. Long chủ cũng nhớ rằng Ngụy Nghiêm đã từng vào phòng của mình và nói những điều không tốt về Lê Uy Long. Long chủ nhìn về hướng Ngụy Nghiêm, thấy sắc mặt ông ta thay đổi rõ rệt liền mở miệng nói: "Ngụy Nghiêm, sao sắc mặt của ông đột nhiên khó coi như vậy?" Khi Ngụy Nghiêm nhìn thấy ánh mắt như dao cắt của Long chủ, ông ta càng trở nên sợ hãi và run rẩy. Long chủ Mặc dù tôi đã từng vào phòng của ngài nhưng tôi thật sự không phải là nội gián, càng không có chuyện tiết lộ tin tức cho ai cả. Nghe những lời này của Ngụy Nghiêm, Lê Uy Long cuối cùng cũng biết được người từng vào phòng của Long chủ là ông ta. Tất cả những người có mặt đều nhìn về phía Ngụy Nghiêm đầy nghi ngờ. Tôi còn chưa nói ông là nội gián, ông lại tỏ ra hoảng sợ như thế làm gì. Tôi chỉ đơn giản là hỏi sao sắc mặt của ông lại trở nên khó coi như thế mà thôi. Long chủ lúc này cũng đã nảy sinh chút nghi ngờ khi thấy thái độ hoảng sợ của ông ta. "Tôi, tôi chỉ là lo lắng, lo lắng ngài nghĩ rằng tôi là nội gián vì tôi đã từng vào phòng của ngài." Ngụy Nghiêm lúc này thái độ trông vô cùng khẩn trương, lời nói vì thế cũng trở nên lắp bắp, không rõ ràng. "Tôi nghĩ những gì Lê Hộ Soái nói là hợp lý, ông giải thích thế nào về hành động của mình?" Long chủ nhìn chằm chằm vào Ngụy Nghiêm nói. "Long chủ ngài không thể chỉ vì như thế liền kết tội oan ức cho tôi ngày hôm đó ngoài tôi ra cận vệ của ngài cũng có mặt ở trong phòng các cận vệ của tôi đều đã được tuyển chọn kỹ càng vì thế mỗi người bọn họ đối với tôi đều rất trung thành và tận tâm tôi tin chắc bọn họ nhất định sẽ không phản bội tôi nhưng mà dù gì tôi cũng là một bộ trưởng tuy rằng quyền thế không đủ mạnh đến mức dưới một người trên vạn người như lê hộ xoái đây nhưng dù gì chức danh của tôi cũng cao quý sự thịnh vượng và giàu có có thể nói là không hề túng thiếu vì vậy không có lý do gì tôi phải đi làm nội gián cho đối phương cả ngụy nghiêm đưa ra lý lẽ bênh vực cho hành động của chính mình long chủ nghe thế liền nhất thời trầm mặc không nói lời nào mà long chủ càng im lặng ông ta càng lo lắng vì không đoán được rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì long chủ tôi thực sự không phải là nội gián nếu tôi là nội gián đối phương vừa rồi bắn trúng tên lửa tôi cũng sẽ chết nếu xe tải của đối phương lao vào khách sạn và phát nổ tôi cũng sẽ chết một kẻ nội gián sao có thể dám lấy tính mạng của mình ra đặt cược như thế chứ ngụy nghiêm tiếp tục giải thích nghe những lời ngụy nghiêm nói cũng có lý long chủ lại mở miệng nói tiếp ngụy nghiêm từ nãy đến giờ tôi chưa từng nói ông là kẻ phản bội là chính ông tự suy diễn rồi tự nói lời biện minh cho mình mà thôi nghe được long chủ nói những lời này tâm trạng căng thẳng nãy giờ của ông ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút Tôi là lo lắng Long Chủ đã nghe theo lời của Lê Hộ Soái rằng tôi là người đã đến phòng của ngài rồi cho rằng tôi là kẻ nội gián, vì vậy tôi có chút khẩn trương sợ ngài hiểu lầm. Trong lòng không có việc xấu thì tại sao lại trột dạ như thế chứ? Mặc dù Long Chủ chưa thể xác định Ngụy Nghiêm có phải là nội gián hay không, nhưng sau sự việc phát sinh ngày hôm nay, anh ta đã có chút phòng bị với người đàn ông này. Loại chuyện này, cho dù không có việc xấu trong lòng, nhưng bất kể ai có liên quan đều cảm thấy trột dạ. Dù gì tôi cũng là người từng bước vào phòng của Long chủ, mà lúc này Lê Hộ Soái lại đưa ra nghi ngờ như thế để xác định kẻ nội gián, bảo sao tôi có thể không sốt sắng? Tôi nghĩ ý kiến này của Lê Hộ Soái cũng chỉ có tính chất tham khảo. Ngụy Nhiêm bỗng chốc liền trở nên khẩn trương nói: Long chủ, tôi cảm thấy rằng kế hoạch này do Lê Hộ Soái đề xuất là không thích hợp. Chúng ta không thể cứ cho rằng ai đã từng vào phòng của Long chủ thì kẻ đó có nguy cơ cao là nội gián. Tại sao ông lại nghĩ thế? chỉ cần đối phương biết chính xác vị trí của căn phòng mà long chủ đang ở kẻ đó có thể tấn công long chủ bất cứ lúc nào mà không cần thiết phải hiểu rõ chi tiết kết cấu của căn phòng không chỉ có tôi mà còn có rất nhiều người biết số phòng nơi long chủ đang ở bất cứ ai cũng có thể đem tin tức này truyền cho đối phương vì vậy không thể cho rằng ai vào từng vào phòng của ngài thì kẻ đó là nội gián điều này quả thật là quá thiếu sót ngụy nghiêm nói lên ý kiến của mình long chủ suy nghĩ một lát liền nói thôi được rồi Chuyện này trước mắt chúng ta cũng không nên nghi ngờ lẫn nhau vô căn cứ như thế, muốn tra ra sự tình thì cũng phải mất một khoảng thời gian dài. Nghe được những gì Long chủ nói, Ngụy Nghiêm thoáng yên tâm ngay lập tức. Sau đó, Long chủ quay sang nói với Lê Uy Long. "Lê hộ soái, việc tìm ra tung tích của kẻ nội gián này sẽ do anh phụ trách." "Được." Lê Uy Long cũng cảm thấy việc suy xét xem ai là nội gián dựa vào căn cứ những người từng ra vào phòng ở của Long chủ quả thật cũng không đủ thuyết phục. Long chủ, đối phương đã biết được ngài đang ở tại khách sạn Thiên Long, vì thế hiện tại khách sạn này đã trở nên không còn an toàn, tôi xin được đề nghị chúng ta nên chuyển sang một địa điểm mới bí mật hơn." Ngụy Nghiêm nói ra suy tính của mình. "Lê Uy Long, anh nghĩ tôi nên tiếp tục sống ở đây hay di chuyển sang nơi khác thì tình hình an toàn hơn?" Long chủ lại một lần nữa tham khảo ý kiến của Lê Uy Long. Chương 809 ở lại khách sạn. Long chủ tôi nghĩ rằng chúng ta nên ở lại khách sạn Thiên Long. Lê Uy Long đáp lại. Sao anh lại cho là như thế? Long chủ thắc mắc hỏi. Bởi vì tôi đã tăng cường đội ngũ bảo vệ nhiều hơn lần trước, trong vòng bán kính một cây em từ khách sạn Thiên Long đều phái người của chúng ta luôn phiên canh gác cẩn mật, tôi còn vừa phái thêm mấy đội binh mã tới đây để tăng cường canh gác. Lệ Uy Long ung dung nói ra kế hoạch đã được sắp xếp từ trước vô cùng chặt chẽ. Được rồi, như Lê Hộ Soái đã nói, tôi sẽ tiếp tục ở lại khách sạn thiên long long chủ nói long chủ tuyệt đối không thể ngụy nghiêm nghe thấy long chủ tiếp tục ở lại khách sạn thiên long liền vội vàng ngăn cản tại sao lại không thể long chủ hỏi lại ông ta chúng ta đang ở ngoài sáng kẻ thù ở trong bóng tối cho dù chúng ta có tăng cường cảnh giác bao nhiêu lỡ như có con cá suôn sẻ lọt vào lưới thì biết xoay chuyển tình hình sao đây ông cũng đừng lo lắng quá nhiều dưới sự canh gác nghiêm ngặt của chúng ta, không kẻ thù nào có thể dễ dàng lẻn vào được. Lê Uy Long nhanh chóng phản bác lại lời nói của Ngụy Nghiêm. Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ thù sử dụng tên lửa tầm xa hoặc trực tiếp sử dụng máy bay để thực hiện các cuộc tấn công liều chết vào khách sạn Thiên Long thì sao? Ngài Ngụy đây đã đánh giá thấp khả năng phòng không của chúng ta rồi sao? Nếu tên lửa của đối phương có thể bay qua dễ dàng như vậy, chúng ta đã sớm chết từ lâu rồi, làm gì có thời gian đứng ở đây tranh cãi nữa lê uy long long chủ là người đứng đầu của một quốc gia cậu nhất định không thể xem thường sự an nguy của ngài ấy long chủ nếu như ngài còn cảm thấy không an tâm ngài có thể chuyển đến biệt thự tinh nguyệt của tôi ở tạm vài ngày lê uy long nói với long chủ long chủ còn chưa kịp lên tiếng ngụy nghiêm liền lập tức nói xen vào long chủ đừng đến biệt thự tinh nguyệt của lê uy long ý của ông là sao long chủ sốt ruột hỏi cái này không được cái kia không được thật sự là làm phiền anh ta hết lần này đến lần khác. Là người đứng đầu của một đất nước, nếu ngài đến biệt thự riêng của anh ta, nhớ đâu anh ta nổi ý đổ xấu làm nguy hại đến tính mạng của ngài thì làm sao, người của chúng ta cũng không thể kịp thời ứng phó. Ngụy Nghiêm ngăn cản nói. Lệ Uy Long nghe Ngụy Nghiêm nói những lời này sắc mặt lập tức trở nên tức giận. Ngụy Nghiêm, một kẻ gian manh như ông lúc nào cũng nghĩ kế bôi nhọ nhân phẩm của tôi, tôi đối với Long chủ trung thành và tận tâm như thế nào chẳng lẽ mọi người còn không biết sao, sao tôi có thể có ý đồ mưu hại đến tính mạng của ngài ấy chứ? Lệ Uy Long, vừa rồi kẻ thù đã tấn công Long chủ. Bây giờ kẻ nội gián vẫn chưa được phát hiện ra, không ai có thể hoàn toàn tin tưởng được, tôi cũng chỉ vì sự an toàn của Long chủ mà suy xét thôi. Ngụy Nghiêm Ngụy Biện nói tiếp. Nhìn thấy Ngụy Nghiêm và Lệ Uy Long cãi nhau, vẻ mặt Long chủ khó chịu quát to một tiếng bảo hai người dừng lại đủ rồi hai người đừng làm ầm ĩ thêm nữa sau đó long chủ nói với lê uy long lê hộ soái cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi thấy vẫn không nên quấy dày sự bình yên và riêng tư của nhà anh thì có vẻ tốt hơn không phải tôi có ý nghĩ sợ anh sẽ phản bội rồi gây bất lợi cho tôi nhưng dù gì tôi nghĩ khách sạn thiên long cũng là một nơi rất an toàn và tôi tin rằng người của anh phái đến có thể đảm bảo tốt an toàn cho tôi khi ngụy nghiêm nghe long chủ nói những lời này liền không dám mở miệng nhiều lời nữa cảm ơn sự tin tưởng của Long Chủ. Tôi sẽ phái thêm người tới đây quyết bảo vệ sự an nguy của Long Chủ một cách chặt chẽ và chu đáo. Lệ Uy Long nói. Sau đó, Lệ Uy Long ngay lập tức thông báo cho Phạm Cương yêu cầu anh ta điều động binh lính của sư đoàn dũng sĩ đến khách sạn Thiên Long để bảo vệ Long Chủ. Ngay khi Phạm Cương nhận được lệnh, lập tức huy động 5.000 binh lính và ngựa, bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép đều tiến tới nơi này. Xung quanh khách sạn Thiên Long, lực lượng binh lính và cảnh vệ vô cùng đông đảo đạt đến mức chưa từng có vì căn phòng nơi long chủ ở đã bị đạn bắn loạn xạ làm hư hỏng nhiều nơi không thể ở đến được nữa nên anh ta chỉ có thể đổi sang một căn phòng khác sau khi lê uy long thu xếp mọi thứ xong xuôi anh xin phép long chủ cho mình đi về trước và nhanh chóng trở về biệt thự tinh nguyệt trương minh nguyệt lúc này cũng không rảnh rỗi bắt đầu gửi lệnh cho các đặc vụ ẩn nấp trong bóng tối ở các thành phố lớn để đi tìm tung tích của mẹ ruột Lê Uy Long là bà Lê Tuyết Tương và mẹ ruột của Chu Nhược Mai là bà Giang Mộng Vận. Tin tức về sự thất bại trong việc ám sát Long Chủ rất nhanh đã sớm đến tai quốc vương của nước Liệp Ưng và quốc vương của nước Cự Hùng. Khi hai người họ biết được rằng cuộc ám sát Long Chủ của Long Quốc đã thất bại và gây cho họ tổn thất không ít các lực lượng binh lính, tất cả đều choáng váng, tức giận không nói nên lời. Ngay cả tin tức về việc Long Chủ tổ chức một cuộc họp tối mật và có ý định gửi quân đi chinh phạt các nước khác cũng đã được lan truyền đến nước Liệp ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc, nước Lang Quốc và nước Dẫn Giao. chương 810 nhà họ Chu của tôi vẫn sáng suốt. Các quốc vương của nước địch đều đã bắt đầu luống cuống, lập tức triệu tập các tướng lãnh cao cấp của nước mình, mở hội nghị khẩn cấp bàn bạc đối sách. Có người đề nghị cầu hòa, có người đề nghị xuất binh lần thứ hai đến Long Quốc, cũng có người đề nghị án binh bất động quan sát, nếu Long Quốc thật sự xuất binh viễn trinh, bọn họ lại lần nữa chờ đợi hành động, tiêu diệt quân viễn trinh của Long Quốc, còn có người đề nghị chờ sau khi Long Quốc xuất binh sẽ nhân cơ hội Long Quốc đang chống không, thừa cơ hội đó mà đột nhập. Những nước địch này cũng không thể đưa ra ý kiến nhất trí, trong khoảng thời gian ngắn các quốc gia đều không thể ra được quyết định. Trạng thái chiến tranh vẫn đang tiếp tục, không có bên nào có ý cầu ngưng chiến bởi vì nếu đầu hàng có nghĩa là sẽ phải bồi thường một khoảng cách xù cho Long Quốc, hoặc là phải cắt đất cầu hòa, ai cũng đều không muốn khuất phục Long Quốc nhanh như vậy. Người của nhà họ Tống và người của nhà họ Trần đều đang bị giam giữ trong cùng một phòng giam lớn, Chu Phi Dương cũng theo chân bọn họ bị nhốt cùng nhau ở trong phòng giam. Những người này phản quốc theo địch, hiện tại đều đang sợ hãi đến muốn chết. Tội mà chúng ta phạm phải, rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, có phải sẽ thật sự bị xử tử hay không? Trần An Khang vừa thấp thỏm lo âu vừa nói. Lệ Uy Long đã nói, sẽ xử tử tất cả chúng ta. Chu Phi Dương nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải chịu kết cục bị chém như vậy sao? Trần An Khang nói, đều tại đám xúc sinh mấy cậu làm cho hai nhà họ Trần và nhà họ Phan chúng tôi hại thành thê thảm như vậy. Ông cụ Trần nói, đúng vậy, các cậu sao có thể ngu xuẩn như vậy, xúi dục chúng tôi theo địch. Tôi thật hối hận vì đã tin tưởng vào các cậu, thật đúng là dại dột một phút mà hối hận ngàn năm ông cụ phan nói trong khoảng thời gian bị giam này trần an khang cùng với phan huy thành cũng không biết đã bị mắng bao nhiêu lần bọn họ cũng không thể phản bác bởi vì đầu sỏ gây tội thật đúng là bọn họ hiện tại nghĩ lại vẫn là người nhà họ chu của tôi tương đối sáng suốt chu phi dương nhớ tới chuyện mình bị đánh ở nhà họ trần còn có tâm cang đi nói móc nhà họ trần cùng với nhà họ phan một chút chu phi dương lời này của cậu là có ý gì cậu hiện tại không phải cũng cùng bị bắt với chúng tôi sao cậu vui sướng khi thấy người ta gặp họa cái gì chứ ông cụ phan tức giận mà nói đúng vậy trước mắt phải chết cũng không biết cậu cảm thấy ưu việt hơn ở chỗ nào ông cụ trần cũng nói tuy rằng tôi cũng bị bắt nhưng nhà họ chu của tôi đến một người cũng không bị liên lụy vào trước đó tôi cũng đã từng lôi kéo nhà họ chu cùng theo địch nhưng mà cả nhà họ chu của tôi đều cực lực phản đối mà các người, Trần An Khang cùng với Phan Huy Thành lúc nói sẽ đi theo địch, một đám các người đều cực lực tán thành, hiện tại bị bắt vào tù, cũng lại là một đám các người đổ cho hai người bọn họ. Nếu các người có thể có lập trường kiên định giống như nhà họ Chu của tôi như vậy, làm sao sẽ bởi vì bị bọn họ xúi dục hai câu mà lên ngựa theo địch rồi sao? Các người vốn dĩ đã có tâm tư muốn theo địch, chịu không nổi dụ hoặc." Chu Phi Dương nói. Sau khi Chu Phi Dương vừa nói xong, làm cho ông cụ Trần cùng với ông cụ Phan đều tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Mặc kệ nói như thế nào, cậu cũng phải chết theo chúng tôi, cậu còn kiêu ngạo cái gì? Ông cụ Trần nói, tôi tuy rằng cũng sẽ bị xử tử, nhưng là nhà họ Chu của tôi vẫn còn tồn tại, mà nhà họ Trần các người lại phải bị chém đầu cả nhà, không còn tồn tại nữa. Chu Phi Dương nói, một người sắp chết, còn có thể vui vẻ như vậy, tôi thật là bội phục cậu rồi. Cậu có một người anh rể hộ soái bảo vệ, lại không cứu được cậu cậu chẳng lẽ không cảm thấy rất đau khổ sao ông cụ phan nói không phải là cứu không được mà là bị lê uy long anh rể của cậu ta tự mình hạ lệnh xử tử đây mới là đau khổ nhất ông cụ trần không muốn để cho chu phi dương vui vẻ như vậy cũng bắt đầu đả kích anh ta mặc kệ các người nói như thế nào tôi còn là rất vui vẻ lúc trước tôi cùng với chị của tôi bị các người đánh đến thảm như vậy hiện tại có thể nhìn thấy cả nhà các người đều bị xử tử trong lòng tôi rất hả giận. Chu Phi Dương nói, Chu Phi Dương, anh muốn chết, nhưng tôi không muốn chết. Anh rể của anh là hộ soái bảo vệ, anh mau nghĩ cách cầu xin anh ta thả chúng tôi ra. Trần An Khang nói, hiện tại bản thân tôi tự còn khó được an toàn, làm thế nào có thể cầu xin thay cho các người được. Các người phản quốc đi theo địch, là chuyện đã chắc chắn, ai cũng không cứu được các người. Chu Phi Dương nói, nếu tôi chết, chị của anh liền sẽ trở thành quá phụ, anh chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn chị anh thủ tiết, lẻ lo hưu quạnh cả đời sao? Trần An Khang nói, anh đã sớm nói rồi mà, muốn ly hôn với chị của tôi, anh đã không phải anh rể của tôi rồi. Sau khi anh chết, chị của tôi nhất định có thể tái giá, sẽ không thủ tiết. Chu Phi Dương nói, trong lòng Trần An Khang hiện tại dối bời, nếu không phải vì mình trước kia thấy lợi quên nghĩa, muốn bỏ Chu Lệ Ngọc, hiện tại mình và Lê Uy Long vẫn là anh em cột treo, còn có thể dùng cái thân phận này cầu xin Lê Uy Long một chút. Nhưng mà, hiện tại tất cả đều đã không thể nào vãn hồi. chương 811 Phản Quốc là tội chết. Lúc này, trong biệt thự tinh nguyệt, di động của Chu Nhược Mai lại vang lên, là Kim Ngọc lại gọi điện thoại tới. Vừa thấy người gọi điện đến là Kim Ngọc, Chu Nhược Mai liền biết bà ta lại muốn hỏi chuyện của Chu Phi Dương. Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn tiếp nhận điện thoại alo, thím hai, tìm con có chuyện gì không? Nhược Mai à, con có nói chuyện của Phi Dương với Lê Uy Long không? Kim Ngọc quả nhiên là vì hỏi chuyện xử tử của Chu Phi Dương mà gọi điện thoại đến đây. Con đã nói với Lê Uy Long rồi, Chu Nhược Mai nói. Lê Uy Long nói như thế nào? Cậu ta có thể buông tha cho Phi Dương hay không? Kim Ngọc thấp thỏm bất an hỏi. Lê Uy Long nói, anh ấy nói. Chu Nhược Mai cũng không biết nên nói với Kim Ngọc như thế nào, chuyện Lệ Uy Long muốn xử quyết Chu Phi Dương này. Kim Ngọc thấy Chu Nhược Mai muốn nói lại thôi, một loại dự cảm xấu lập tức cũng hiện lên trong lòng, lập tức khẩn trương. Lệ Uy Long rốt cuộc nói như thế nào? Kim Ngọc lại truy hỏi. Anh ấy nói, chuyện Phi Dương theo địch phản quốc đã có bằng chứng chắc như núi, sẽ không bỏ qua cho nó. Chu Nhược Mai biết chuyện này sớm hay muộn đều không thể giấu được, liền nói ra. Kim Ngọc lập tức khác như bị sấm sét đánh trên đầu, nơm nớp lo sợ hỏi, sẽ không bỏ qua cho Phi Dương, vậy nó muốn xử trí Phi Dương như thế nào? Phản quốc theo địch từ xưa chính là tử tội, anh ấy sẽ xử tử Phi Dương. Chu Nhược Mai nói, Kim Ngọc lập tức có cảm giác một trận trời đất u ám, dường như trời cũng đều đã sập xuống. Nhược Mai, con mau nhanh cầu xin Lê Uy Long, để cho nó tha Phi Dương một mạng. Lê Uy Long nghe lời con nói như vậy, chỉ cần con cầu xin, nó nhất định sẽ bỏ qua cho Phi Dương." Kim Ngọc nói, "Con đã cầu xin rồi, nhưng mà trước mặt Lê Uy Long là đất nước, sẽ không nghe con nói, con cũng không thể ra sức." Chu Nhược Mai nói. Kim Ngọc tức khắc ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Cho dù là ai biết được con của chính mình phải bị xử tử đều sẽ như vậy. "Alo, thím hai, thím làm sao vậy?" "Thím hai, thím cũng đừng quá khổ sở, Phi Dương đã là người trưởng thành rồi." nó cần phải gánh vác vì hậu quả của hành vi phạm tội này. Thím Hai, thím không nói nữa, con cúp máy đây. Chu Nhược Mai tiếp tục hỏi mấy lần, Kim Ngọc đều không có phản ứng, đành phải cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng cô cũng rất hụt hẫng. Tuy rằng Chu Phi Dương ngày thường đối với cô cũng rất không tốt, nhưng nó dù sao cũng là em trai họ của cô, lúc biết Chu Phi Dương phải bị xử tử, cô cũng đau lòng. Tất cả người nhà họ Chu đều đang một bên nghe Kim Ngọc gọi điện thoại cho Chu Nhược Mai, nhìn thấy sắc mặt Kim Ngọc trắng bệch, một câu cũng không nói nên lời, tất cả đều có một dự cảm xấu, mỗi người đều đang nôn nóng lên. "Vợ à, Nhược Mai con bé nói như thế nào?" Chu Thiệu Huy hỏi. "Sư Ngọc à, con nói thật mọi chuyện đi, Lê Uy Long rốt cuộc là xử trí phi dương như thế nào?" Bà Chu cũng hỏi. Lúc này, Kim Ngọc rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, âm thanh run rẩy nói, "Nhược Mai nói" Lệ Uy Long muốn xử tử Phi Dương. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nhà họ Chu đều sợ ngây người. Tuy rằng bọn họ cũng đã đoán ra tội phản quốc theo địch khó thoát khỏi tội chết, nhưng khi nghe thấy tin tức này, vẫn có chút không thể tiếp thu. Nhược mai nó không có cầu xin với Lệ Uy Long sao? Chu Thiệu Huy hỏi. Con bé nói đã cầu xin rồi, nhưng mà tội của Phi Dương là phản quốc theo địch đã có bằng chứng chắc như núi. Lệ Uy Long đối với quốc gia trước mặt sẽ không nghe theo con bé. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ mắt mà nhìn Phi Dương bị xử tử mà thờ ơ sao? Chu Thiệu Huy đương nhiên không muốn con mình bị như vậy. chương 812 người nhà của hộ soái phu nhân. Anh cả, anh là bố vợ của Lê Uy Long, anh đi cầu xin Lê Uy Long một chút đi. Bố vợ như anh ra mặt, Lê Uy Long có lẽ sẽ cho anh vài phần mặt mũi. Kim Ngọc nói với Chu Văn Thiệu. Lê Uy Long nghe lời Nhược Mai nói như vậy, Nhược Mai cầu xin nó còn không được, anh ra mặt cũng chưa chắc đã được. Chu Văn Thiệu cũng muốn cứu Chu Phi Dương, nhưng ông ấy cũng không có tự tin nào. Mẹ, nhà họ Chu chúng ta chỉ có chút huyết mạch là Phi Dương, nếu như Phi Dương đã chết, nhà họ Chu chúng ta liền tuyệt hậu rồi. Mẹ mau nghĩ ra biện pháp, cứu lấy Phi Dương đi. Chu Thiệu Huy nói với bà Chu. Một hai người cầu xin vô dụng, nếu cả nhà họ Chu chúng ta, toàn bộ đều đến tinh nguyệt, cùng nhau cầu xin Lê Huy Long thử xem. Bà Chu nói, được, vậy thừa dịp bây giờ còn chưa tới thời gian hành hình chúng ta mau nhanh đi cầu xin lệ uy long đi chu thiệu huy nói đi tất cả đi đến tinh nguyệt bà cụ chu cũng cảm thấy việc này không nên chậm trễ lập tức lên đường vì thế toàn thể người nhà họ chu lập tức ra cửa lái xe đi thẳng đến tinh nguyệt lệ uy long vừa trở về biệt thự tinh nguyệt từ khách sạn thiên long không lâu người nhà họ chu liền đã tới tinh nguyệt nhưng mà người nhà họ chu còn chưa đến gần được biệt thự chỉ là vừa đi vào giữa sườn núi, đã bị hộ vệ của Lê Uy Long ngăn cản. Dừng lại, nơi này là phủ hộ soái người không phận sự không thể tới gần. Các hộ vệ mạnh mẽ dùng súng chỉa vào người xe nhà họ Chu, buộc bọn họ dừng xe. Người nhà họ Chu có bao giờ gặp qua loại cảnh tượng này? Đều sợ tới mức lập tức dừng xe. Sau khi chiếc xe dừng lại ổn định, người nhà họ Chu liền sôi nổi xuống xe. Bà Chu càng sợ tới mức hai chân đều đang phát run các người đừng sằng bậy, chúng tôi là người nhà họ Chu, tôi là bà của hộ soái phu nhân. Bà Chu nơm nớp lo sợ nói. Những hộ vệ đó cũng không nhận biết được bà Chu, đều đang bán tín bán nghi. Các người mau buông súng xuống, lỡ đầu cướp cò, ngộ thương người nhà mẹ đẻ của hộ soái phu nhân của các người, các người sẽ chết không hết tội. Tim Ngọc Cả Gan nói. Những hộ vệ đó cũng không dám dễ dàng buông súng xuống, nhớ đâu những người này là đặc vụ của địch giả mạo người nhà hộ soái phu nhân, để cho bọn họ vào, vậy liền xong đời. Tôi là Chu Văn Thiệu bố vợ của hộ soái, phiền toái các người đi thông báo với hộ soái một chút. Chu Văn Thiệu nói, những người hộ vệ nhìn nhau, có mấy hộ vệ cũng đã nghe nói hộ soái Lê Uy Long là con rể của nhà họ Chu, biết là có chuyện này. Các người ở chỗ này theo dõi bọn họ chầm chầm, tôi đi bẩm báo cho hộ soái trước một chút. Một người hộ vệ nói, nhớ đâu những người này thật sự là người nhà họ Chu, Chính mình cũng thật sự là đắc tội không nổi. Chỉ trong chốc lát, tên hộ vệ này liền đã tiến vào biệt thự Tinh Nguyệt, nói với Lệ Uy Long, báo cáo hộ soái, bên ngoài có một đám người tự xưng người nhà họ Chu, có để cho bọn họ tiến vào hay không? Lệ Uy Long cùng Chu Nhược Mai nghe nói người nhà họ Chu tới, đều đi ra cửa biệt thự, nhìn trước một chút. Nhìn thấy những người đó đang bị ngăn ở lưng chừng núi, thật là người nhà họ Chu, Lệ Uy Long liền nói, bọn họ đúng là người nhà họ Chu để bọn họ vào đi. Vâng, hộ vệ kia lập tức lại chạy xuống, đi tới lưng chừng núi, tên hộ vệ kia nói, hộ soái có lệnh để cho bọn họ đi vào. Chúng hộ vệ nghe được mệnh lệnh, lập tức để cho người nhà họ Chu đi. Người nhà họ Chu cũng không dám lái xe lên, tất cả đều đi bộ lên. Lệ Lê Uy Long cùng với Chu Nhược Mai nhìn thấy người nhà họ Chu tới, đi ra ngoài đón chào. Tuy rằng đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà họ Chu nhưng mà rốt cuộc cũng đều là người thân. Đặc biệt là bố vợ Chu Văn Thiệu cũng tới, Lệ Uy Long cần phải đi ra ngoài nghênh đón một chút. Chương 813 vẫn tiếp tục làm con rể nhà họ Chu. Ba, bố, chú hai, thím hai, sao mọi người lại ở đây? Chu Nhược Mai nói. Chúng tôi đến đây là để cầu xin cho Chu Phi Dương. Bà Chu nói. Tất nhiên Lệ Uy Long cùng Chu Nhược Mai cũng đã đoán rằng nhà họ Chu đến vì Chu Phi Dương vào nhà rồi nói, mặc dù Lê Uy Long hứng chịu tất cả mọi ân oán trong nhà họ Chu, nhưng anh không muốn bỏ bê người nhà họ Chu, do vậy anh quyết định mời họ vào trong nhà nói chuyện. Được, bà Chu lập tức dẫn đoàn nhà họ Chu tiến vào biệt thự của Lê Uy Long. Sau khi ngồi xuống, Chu Nhược Mai liền bưng trà lên. Tuy nhiên, không ai trong gia đình họ Chu động vào một ngụm trà nào. Uy Long, chúng tôi cũng không muốn vòng vo nữa. Hôm nay mọi người đến đây là muốn cầu xin tha cho Phi Dương một mạng. Chu Thế Huy nói, đúng vậy, Huy Long, dù rằng cậu ở nhà họ Chu đã hứng chịu khá nhiều ân oán trong gia đình, nhưng cậu cũng từng là con rể của nhà họ Chu, liệu cậu có thể tha cho Phi Dương một mạng không? Kim Ngọc cũng nói, chú hai, thím hai, không phải chúng cháu không muốn thả Chu Phi Dương, mà là những gì cậu ấy làm thật sự trái với phép nước. Lệ Huy Long ngây người nói, nghe thấy Lê Huy Long thờ ơ như vậy, trái tim của Chu Thiệu Huy và Kim Ngọc chợt trùng xuống. Chu Phi Dương đã làm cái quái gì mà bị dồn vào chỗ chết vậy? Bà Chu gặng hỏi. Chu Phi Dương từ lâu đã có qua lại với thủ lĩnh gián điệp của nước Liệp ưng, Cao Hùng, đồng thời lên kế hoạch cho nhiều vụ kích động bạo loạn công khai cùng với Trần An Khang và Phan Huy Thành, thậm chí từng chỉ đạo người bao vây biệt thự tinh nguyệt để giết Chu Nhược Mai. Đến chị gái cậu ấy cũng muốn giết, mọi người thấy liệu cậu ấy có nên được tha không? Lê Uy Long nói. Sau khi biết Chu Phi Dương thật sự đã làm những chuyện vô lương tâm này, người nhà họ chu đều xấu hổ không nói nên lời chu phi dương vẫn còn quá nhỏ rất dễ mất sai phạm tôi tin rằng sau sự việc lần này nó nhất định sẽ thay đổi tâm tính cậu nên cho thằng bé một cơ hội để sửa sai những lỗi lầm bản thân chứ bà chu nói cậu ấy phạm tội phản quốc đầu hàng kẻ thù đây không phải là một lỗi nhỏ bình thường hơn nữa cậu ấy cũng lớn rồi phải chịu hậu quả do bản thân gây ra nếu phạm tội phản quốc đầu hàng kẻ thù mà vẫn được ân xá. Vậy luật pháp ở đâu? Lê Uy Long nói. Lê Uy Long, chúng tôi biết trước đây nhà họ chu đối xử tệ với cậu, trong lòng chất chứa oán hận đấy là lẽ thường. Nhưng ngươi hãy nhớ đến lòng tốt của ông cụ Trần đối với cậu, tha cho Phi Dương lần này đi. Chỉ cần lần này cậu tha nó thằng bé, chúng tôi nhất định quản lý nó thật tốt. Bà Chu nói, nếu ông cụ còn sống mà biết được Chu Phi Dương phạm tội câu kết kẻ thù phản bội đất nước như vậy, thì ông ấy cũng sẽ không bao giờ tha thứ lê uy long nói phi dương chính là huyết thống của nhà họ chu nếu phi dương chết thì nhà chu của cũng xong đời bà già này cầu xin cậu lần này nếu sau này phi dương lại phạm tội tôi tuyệt đối sẽ không bao che tuyệt đối sẽ không thay thằng bé cầu tình nữa bà chu vẫn tiếp tục xin ba xin bà đừng làm khó cháu gia có gia quy quốc có quốc pháp cháu với tư cách là hộ soái bảo vệ không được hành động vì lợi ích cá nhân dù gì chu phi dương cũng phải chết ai cầu tình cũng không có tác dụng. Sau khi xử tử Chu Phi Dương, cháu sẽ vẫn tiếp tục làm con rể nhà họ Chu. Sau này con cháu sẽ để họ Chu, tiếp tục kế thừa hương hỏa nhà họ Chu. Lệ Uy Long quyết tâm xử tử Chu Phi Dương, cho dù con của anh có đổi họ Chu, anh cũng quyết xử tử Chu Phi Dương, phản bội nhất định phải chết. Bà Chu nghe thấy Lệ Uy Long nói sẽ tiếp tục làm con rể nhà họ Chu, đương nhiên rất vui mừng, có con rể là hộ soái bảo vệ, trong tương lại gần nhà Chu có thể hô mưa gọi gió. Tuy nhiên, lại nghĩ đến cháu trai duy nhất của bà ta Chu Phi Dương sẽ bị xử tử, bà ta thật không thể vui vẻ được. Tôi thà chấp nhận cậu cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Chu chúng tôi. Còn cậu mang họ Lê, kế thừa hương hỏa của nhà họ Lê, cũng không thể so được với cái chết của Phi Dương. Bà Chu nói, Lê Uy Long liền đáp, vấn đề của Chu Chu Phi Dương liên quan đến luật pháp của đất nước bất kể bà nói gì, cháu sẽ không bẻ cong luật pháp vì lợi ích cá nhân. chương 814 quỳ xuống cầu xin. Bà Chu đã nhìn thấy phản ứng của Lê Uy Long như vậy, cũng không khỏi thở dài trong lòng. Uy Long, tôi là bố vợ của cậu, liệu có thể nể mặt tôi, tha cho Chu Phi Dương một mạng không? Chu Thiệu Huy yên lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng. Bố, chuyện của Phi Dương lần này quả thật không thể mang chuyện tình cảm cá nhân ra để cầu tình, xin bố tha lỗi cho con không thể làm gì khác lê uy long nhàn nhạt nói con có thể tống thằng bé vào tù cải tạo để thằng bé thành người không nhất thiết phải xử tử nó miễn là giữ lại mạng cho thằng bé chu thiệu huy nói đã phản quốc mà lại là đầu hàng giặc đây là là chuyện của quốc gia thì rất khó để thay đổi tính cách sớm muộn gì cũng sẽ quay lại hại nước hại dân lê uy long nói chu thiệu huy thấy lê uy long như vậy ông cũng đành yên lặng chu thế huy và kim ngọc rất đau lòng khi thấy lê uy long quyết tâm xử tử chu phi dương không một ai biết làm thế nào để cầu xin lê uy long bất ngờ cả hai cùng quỳ xuống trước mặt lê uy long lê uy long không ngờ rằng chu thế huy và kim ngọc sẽ quỳ xuống trước mặt anh đột nhiên cảm thấy hơi hụt hắng dù sao bản thân cũng từng là con rể nhà họ chu đều là bề trên của anh sao có thể để cho bề trên của mình quỳ lại anh chứ Chu Nhược Mai nhìn thấy chú hai và thím hai quỷ gối trước Lê Uy Long, cô thật sự rất sốc liền vội vàng đỡ họ dậy. Chú hai, thím hai, đừng làm vậy, mau đứng dậy. Chu Nhược Mai vừa nói vừa kéo họ dậy. Nhược Mai, không phải kéo bọn chú. Nếu Lê Uy Long không đồng ý tha cho Phi Dương một mạng, chúng tôi tuyệt đối không đứng dậy. Chu Thế Huy nói. Đúng vậy, Lê Hộ Soái, cầu xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ với Chu Phi Dương, cho dù có kết án thằng bé 12-8 năm tù, chúng tôi vẫn chấp nhận chỉ mong cậu có thể giữ cho thằng bé một mạng kim ngọc nói hai người đứng dậy rồi nói chuyện lê uy long nói không lê hộ soái không đồng ý tha cho chu phi dương một mạng chúng tôi nhất định không đứng dậy kim ngọc vừa khóc vừa nói đúng vậy lê hộ soái xin cậu niềm tình từng là con rể nhà họ chu thậm chí chu phi dương từng là là em rể của cậu hãy tha cho nó lần này con hư tại bố tất cả hãy tính lên đầu tôi nếu muốn trách hãy trách tôi. Tôi thả chết thay Chu Phi Dương, lấy mạng đổi mạng. Chu Thế Huy nói. Lệ Uy Long không ngờ rằng Chu Thế Huy chấp nhận chết thay Chu Phi Dương. Điều này khiến anh thấy làm bố vĩ đại như thế nào. Nhưng mà, cũng chính là bởi Chu Thế Huy và Kim Ngọc Quá nuông chiều Chu Phi Dương mới khiến anh ta vô pháp, vô thiên như ngày hôm nay. Hai người từ khi bắt đầu, vì sao không dạy dỗ con mình cho tốt. Phải đợi đến khi có chuyện lớn xảy ra rồi mới hối hận." Lê Uy Long nói. "Chúng tôi biết sai rồi, là chúng tôi dạy con không đến nơi đến chốn. Sau này nhất định chúng tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt." Kim Ngọc nói. Lê Uy Long không biết phải làm sao trước Chu Thế Huy và Kim Ngọc, anh thực sự rất khó xử. Lúc này, bà Chu cũng nói, "Lê hộ soái, hai chú thím đều quỳ lại cậu, nếu vẫn không được, liệu bà đây có nên quỳ xuống theo không?" Chương 815 không cần cầu xin nữa, chúng ta đi. Cho dù bà có quỳ xuống với cháu, cháu cũng sẽ không để cho Chu Phi Dương thoát tội." Lê Uy Long nói. "Cậu, tại sao cậu lại có thể nhẫn tâm như vậy?" Bà Chu đột nhiên rất tức giận. Những người lính Long Quốc đã phải trả bằng máu trên tiền tuyến để bảo vệ quốc hòa. Bao nhiêu binh lính đã chết trên chiến trường, nhưng Chu Phi Dương lại cấu kết với kẻ thù mà bán đứng tổ quốc. Những kẻ phản bội như vậy không chết làm sao có thể xứng đáng với những người đã hy sinh lê uy long nói nghe thấy lê uy long nói như vậy người nhà họ chu đều cúi đầu xấu hổ chu nhược mai lúc này mới lên tiếng lê uy long nói đúng mọi người cũng nên hiểu anh ấy đã khó xử thế nào không phải anh ấy không muốn cho chu phi dương một con đường sống mà là tội lỗi mà chu phi dương phạm phải thật sự không thể tha thứ thân là hộ soái nếu anh ấy lợi dụng pháp luật để xóa tội cho kẻ phản bội anh ấy sẽ phục vụ nhà nước và đứng trước mặt nhân dân thế nào nhược mai con con không cầu tình cho phi dương thì thôi đã thế lại còn nói giúp cho lê huy long kim ngọc tức giận nói con chỉ đang nói rõ vấn đề này chu phi dương muốn hại con sao con có thể thay cậu ấy cầu tình lê uy long là chồng con con không nói giúp anh ấy thì nói giúp ai chu nhược mai nói bản thân là vợ của một hộ soái cô thì giỏi rồi không coi ai ra gì rồi ngay cả em trai của mình cũng không cứu được. Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến, cuộc đời rất dài, đến lúc gặp nạn chẳng lẽ cô không cầu khẩn chúng tôi? Kim Ngọc càng lúc càng tức giận nói. Lệ Uy Long thấy Kim Ngọc bắt đầu chửi thề, cãi vã với Chu Nhược Mai nên liền yêu cầu họ ra khỏi nhà anh, được rồi, không cần nói nữa. Mọi người về đi, không cần biết mọi người nói thế nào, tôi cũng nhất định không tha cho Chu Phi Dương lần này. Vấn đề này liên quan đến luật pháp của Long Quốc, không phải tôi nói là được. Nhà họ Chu nhìn nhau, không biết nên tiếp tục cầu xin Lê Uy Long hay rời đi. Không cần cầu xin cậu ta nữa, chúng ta đi. Bà Chu chưa bao giờ tức giận như vậy, cũng không muốn cầu xin Lê Uy Long nữa. Nói xong, bà ta dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài. Mẹ, cứ như vậy rời đi, mẹ không quan tâm đến sống chết của Chu Phi Dương sao? Chu Thế Huy nói. Bất kể chúng ta có van xin như thế nào, cậu ta nhất định sẽ không tha cho Chu Phi Dương chúng ta còn cầu xin gì nữa chứ như vậy còn chưa đủ xấu hổ sao bà chu tức giận nói bước ra ngoài nhà họ chu thấy bà chu rời đi họ không còn cách nào khác đành đi theo bố chờ một chút chu nhược mai nhìn thấy bố mình rời đi liền vội vã đuổi theo sau khi chu thiệu huy thấy con gái gọi đằng sau ông liền dừng lại nhược mai còn chuyện gì ư chu thiệu huy hỏi bố lệ huy long làm như vậy cũng là vì đại cục con hy vọng bố có thể hiểu điều đó chu nhược mai nói bố hiểu Lệ uy long không sai khi hành động như vậy chu phi dương đã sai thằng bé phải chịu trách nhiệm chu thiệu huy nói bố có thể hiểu được là được rồi không phải là bọn con không muốn giúp mà là không thể giúp chu nhược mai nói ừm um, bố biết đối mặt với chuyện trọng đại như này nhất định phải giữ vững lập trường của riêng mình nếu lê Huy long vì chu phi dương lần này cậu ta nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến tương lai sau này. Đối với người có tiếng nói như cậu ta nhất định phải bước đi trên băng mỏng đồng thời không thể để mọi người đàm tiếu. Chu Thiệu Huy nói, cảm ơn bố đã thông cảm cho anh ấy, bố ở đây vài ngày đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Chu Nhược Mai nói, không cần đâu, bố sẽ về với bà, sau này khi nào rảnh chúng ta nói chuyện sau. Chu Thiệu Huy nói, vậy được, bố đi cẩn thận, có thời gian bố con mình nói chuyện. Chu Nhược Mai nói, nhất định, còn ở lại chăm sóc cho Lê Huy Long đi. Chu Thiệu Huy nói xong liền rời đi. Đứng ở cửa biệt thự, Chu Nhược Mai nhìn nhà họ Chu lên xe, lái đi rồi mới trở về biệt thự. chương 816 sẽ luôn có cách. Nhược Mai, anh không cho nhà em mặt mũi, kiên quyết muốn xử tử Chu Phi Dương, em hận anh sao? Lê Huy Long hỏi, sẽ không, Chu Phi Dương phản quốc, cậu ấy đáng bị như vậy, anh là vì đại nghĩa diệt thân, em sẽ không trách anh. Chu Nhược Mai nói, vậy thì tốt, Lê Uy Long nói. Trên đường trở về, Chu Nhược Mai nói với bà Chu, mẹ, chúng ta đừng nhờ Lê Uy Long, cứ như vậy rời đi, Phi Dương thật sự phải chết. Mẹ biết rồi, nhưng Lê Uy Long có trái tim sắt đá, chúng ta có nhờ và cũng vô ích. Bà Chu nói. Chẳng lẽ chúng ta thờ ơ dương mắt nhìn Phi Dương bị hành quyết như thế này mà không ra tay làm gì sao? Chu Thế Huy nói chúng ta hãy nghĩ cách khác bà chu nói lê uy long là hộ soái bảo vệ ngoài việc cầu xin cậu ta về tội chết của phi dương chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp khác để cứu phi dương đây chu thế huy hỏi sẽ luôn có cách lê uy long có lẽ xử tử phi dương vào ba ngày sau chúng ta vẫn còn thời gian ba ngày nữa bà chu nói thành phố vĩnh thụy triệu đình vũ và triệu vũ ngọc vì chiến loạn ở thành phố quốc hòa nên trong khoảng thời gian này đã lánh nạn ở thành phố vĩnh thụy Lần trước khi thành phố Quốc Hòa sơ tán dân chúng, hầu hết đều chạy đến thành phố Bắc Giang, nhưng Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc không có người thân ở thành phố Bắc Giang, và các anh chị em chạy trốn đến các thành phố xa hơn cả thành phố Vĩnh Thụy. Ở thành phố Vĩnh Thụy, hai anh em cũng không có người đi kèm, sau đó được một người nông dân tốt bụng đưa về nhà. Người nông dân này trong nhà chỉ có hai mẹ con, người mẹ tên là Lê Tuyết Tương, bà ấy là một phụ nữ nông dân ngoài 40 tuổi bà ấy có một trái tim rất nhân hậu. Khi bà ấy thấy Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc không có nhà ở, bà ấy đã giữ hai anh em họ ở lại nhà của mình. Lê Tuyết Tương có một cô con gái tên là Lê Tịnh Vi. Lê Tịnh Vi đang học lớp 12, mặc dù mới 18 tuổi nhưng cô ấy rất mảnh mai và xinh đẹp. Gia đình Lê Tuyết Tương ở ngoại ô thành phố Vĩnh Thụy, bà ấy chủ yếu trồng rau và dùng xe ba bánh chở rau ra chợ bán hàng ngày dựa vào thu nhập ít ỏi từ việc bán rau để trang trải chi phí gia đình và cho Lê Tịnh Vi ăn học. Lúc này trời đã không còn sớm, trời mưa tầm tã. Lê Tuyết Tương ra ngoài chợ bán rau từ sớm mà vẫn chưa thấy trở về nhà. Để tiết kiệm tiền, Lê Tịnh Vi sau khi tan học đều đi xe ba bánh của mẹ về nhà mỗi ngày. Anh à, bên ngoài trời mưa rất to, dì Tuyết Tương và em Tịnh Vi không mặc áo mưa, họ chắc chắn sẽ bị dính mưa. Chúng ta mang áo mưa cho họ đi, Triệu Vũ Ngọc nói. Được rồi, tuy nhiên, bên ngoài trời đang mưa rất to, để anh mang áo mưa cho họ là được rồi. Em có thể ở nhà chờ mọi người trở về. Triệu Đình Vũ không muốn em gái mình bị mắc mưa, nên để cô ấy ở lại ở nhà. Không, em muốn đi cùng với anh. Di Tương đã giúp chúng ta rất nhiều vào trong khoảng thời gian này, bà ấy rất tốt với chúng ta, em cũng muốn cùng anh mang cho họ áo mưa. Triệu Vũ Ngọc nói. Nhưng mà chuyện mang áo mưa cho họ chỉ là một chuyện nhỏ, một người đi hay hai người đi cũng không khác nhau là mấy mà. Anh đi một mình là được rồi Triệu Đình Vũ nói. Chúng ta muốn cùng hội cùng thuyền với dì Tương, em lưu lại trong nhà, đúng là không có nghĩa khí mà. Đừng nhiều lời như vậy nữa, nhanh lên, nếu không dì Tương và em tịnh vi sẽ bị mưa làm ướt mất. Triệu Vũ Ngọc nói, chương 817 va chạm xe. Va chạm xe, thôi vậy được rồi, vậy chúng ta cùng đi triệu đình vũ thấy triệu vũ ngọc nhất định muốn đi cùng nhau vì vậy không còn cách nào khác đành để cô ấy đi thế là triệu vũ ngọc lập tức lấy hai bộ áo mưa và hai chiếc ô đưa một chiếc ô cho triệu đình vũ sau đó tự mình cầm một chiếc ô cầm hai bộ áo mưa đi ra ngoài trước triệu đình vũ ngay lập tức theo sau bên ngoài trời mưa to mây đen trên trời kèm theo sấm chấp triệu đình vũ và triệu vũ ngọc đã bất chấp cơn mưa như chút nước mà chạy về phía đường về nhà của lê tuyết tương lúc này lê tuyết tương đang đi xe ba bánh chở con gái lê tịnh vi lao về nhà bất chấp mưa gió vì mưa rất lớn nên tầm nhìn cũng bị hạn chế rất nhiều hạt mưa to như hạt đậu cứ thế đập vào mắt lê tuyết tương khiến bà ấy không mở nổi mắt bà ấy chỉ biết nhắm mắt nhắm mắt lái chiếc xe ba gác trên con đường hướng về nhà mẹ ơi mưa to quá không bằng chúng ta trước tiên hãy tìm chỗ chú mưa đi lê tịnh vi người đang ngồi trong cabin xe ba bánh nói con gái phía trước không có thôn xóm phía sau không có cửa hàng không có chỗ trú mưa dù sao chúng ta cũng đã bị mưa làm ướt rồi chúng ta cũng có thể chạy nhanh một chút để mau về tới nhà về tới nhà rồi chỉ cần tắm nước nóng là sẽ không sao lê tuyết tương nói được rồi mẹ sao mẹ không cho con đạp xe lê tịnh vi thấy mẹ đạp xe vất vả nên muốn tự mình đạp không cần con chỉ cần ngồi yên ở đó là được mẹ có thể đưa con về nhà Lê Tuyết Tương biết rằng rất khó đạp xe vì bão và không muốn con gái mình phải chịu khổ. Đúng lúc này, trong cơn mưa bão lớn, một chiếc Porsche gầm rú lao về phía hai người họ. Do tầm nhìn bị hạn chế bởi mưa lớn, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đã không nhìn thấy chiếc xe cho đến khi Porsche đến gần hơn. Lê Tuyết Tương đang đi bên cạnh, nhưng chiếc Porsche này đã đi trạch hướng và đâm trực diện vào. A, à, a! À, cả Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đều hét lên sợ hãi. Tốc độ của chiếc Porsche quá nhanh, Lê Tuyết Tương lại không có chút phòng bị nào nên hoàn toàn không thể né được. Rầm. Một tiếng động lớn, vị trí đèn pha của chiếc Porsche đã va vào chiếc xe ba bánh của Lê Tuyết Tương, sau đó thân xe cọ vào chiếc xe và tiếp tục trượt về phía trước. Xe ba bánh bị chiếc ô tô bị hất văng vào lề đường, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đều ngã xuống đất. A! À, A! À. Khi Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi ngã xuống đất, họ lại kêu lên một tiếng đau đớn. Dù cuối cùng Porsche đã phanh gấp xe nhưng tốc độ quá nhanh, trời lại mưa đường quá trơn nên phải mất một lúc mới có thể dừng lại được. Sau khi chiếc Porsche dừng lại, một người thanh niên say rượu ngay lập tức mở cửa xe và xuống xe trong cơn mưa nặng hạt. Ngay sau đó, có thêm hai thanh niên có vẻ ngoài say xỉn mở cửa băng ghế sau xuống xe. Cả ba người xuống xe, trước tiên không phải để kiểm tra thương tích của Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi, mà là để kiểm tra mức độ hư hại của chiếc Porsche trước khi nam thanh niên nhìn thấy đèn trước bên trái của chiếc xe poser bị gãy và thân xe cũng bị hằn lên vài vết sẹo dài anh ta đã rất đau đớn và vô cùng tức giận mẹ kiếp anh lượng đèn pha xe của anh bị cái xe ba bánh của người phụ nữ đó va vào hằn lên vết xước dài như vậy phải làm sao đây anh lượng thật là phẫn nộ khi một chiếc xe tốt như vậy lại bị một chiếc xe ba gác làm biến dạng hoàn toàn một thanh niên khác nói mẹ kiếp đi tìm bọn họ để giải quyết Người thanh niên được gọi là anh Lượng đã tức giận rồi, lập tức đi về phía Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi hỏi tội. Người thanh niên này là con trai của người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy, tên là Đỗ Lượng, gia đình anh ta làm nghề bất động sản. Hai tên đàn em thấy đại ca mình đã đi về hướng đó cũng lập tức đi theo. Lê Tuyết Tương nhìn thấy con gái Lê Tịnh Vi nằm trên mặt đất bất động thì vội vàng bỏ tới. Tịnh Vi, con bị sao vậy? Lê Tuyết Tương ôm Lê Tịnh Vi trong vòng tay vừa khóc vừa hỏi. Chương 818 bồi thường 900 triệu. Mẹ, không có chuyện gì với con, mẹ không sao chứ? Lê Tịnh Vi cố gắng chịu đựng cơn đau nói. Mẹ không có vấn đề gì lớn, con không sao là tốt rồi. Lê Tuyết Tương vừa nói vừa kéo Lê Tịnh Vi lên. Hai mẹ con vừa đứng dậy, Đỗ Lượng liền cùng hai tên đàn em bước tới. Bà già hôi hám, bà đạp xe thế nào vậy hả? Đỗ Lượng bước tới, đá vào bụng Lê Tuyết Tương. A! À, lê tuyết tương không ngờ đỗ lượng sẽ đá mình ngay khi anh ta vừa đi tới bà ấy đã bị đá ngã xuống đất và kêu lên một tiếng đau đớn lê tịnh vi cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy mẹ mình đột nhiên bị đạp xuống vội vàng đi tới giúp lê tuyết tương mẹ mẹ có sao không thắt lưng của mẹ hơi đau lê tuyết tương ngã xuống một lúc không đứng dậy được lê tịnh vi nhìn thấy mẹ mình không thể đứng dậy được liền quay lại và tức giận hỏi các anh là ai tại sao các anh lại đánh người như vậy người phụ nữ hôi hám này đã đâm xe thể thao của tôi đỗ lượng cảm thấy tức giận khi nghĩ rằng xe của mình đã bị va chạm đến mức không thể nhận ra rõ ràng là xe của anh tông vào chúng tôi làm sao có thể trách chúng tôi được lê tịnh vi tức giận nói không trách các người sao nếu như các người không đạp xe chạy tới nơi này tôi sẽ không đụng chúng các người nếu không đụng chúng các người xe của tôi sẽ không bị hỏng đỗ lượng nói lê tịnh vi không nói nên lời đụng phải người ta mà còn dám ăn nói kiêu ngạo như vậy mặc dù trời đang mưa nhưng khi đỗ lượng đang nói chuyện lê tịnh vi vẫn ngửi được mùi rượu nồng nặc từ miệng anh ta anh không chỉ say rượu lái xe mà còn chạy quá tốc độ anh đã lao vào làn đường dành cho người đi xe không có động cơ và đâm vào chúng tôi anh còn dám kiêu ngạo như vậy lê tịnh vi tức giận nói cho dù tôi đang lái xe trong lúc say rượu cho dù tôi đang chạy quá tốc độ thậm chí còn có đụng phải các người cô còn có thể làm gì tôi một người thấp kém như cô không đáng đi trên đường đỗ lượng nói nhóc con cô có biết xe của anh lượng bao nhiêu tiền không dù bán cô cũng không thể bồi thường được một tên đàn em nói đúng vậy nhìn bộ dạng này thì có bán cả hai mẹ con cũng không đủ được một tên đàn em còn lại nói bồi thường là lỗi của các anh tại sao tôi phải bồi thường tôi phải báo cảnh sát giao thông để cảnh sát giao thông xử lý Lê Tịnh Vi nói xong liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cảnh sát. Đỗ Lượng thấy Lê Tịnh Vi chuẩn bị gọi cảnh sát, liền nắm lấy điện thoại di động của cô ấy ném xuống đất, trực tiếp làm vỡ điện thoại di động của cô ấy. "Anh, Lê Tịnh Vi tức giận đến không thốt nên lời khi thấy Đỗ Lượng hung dữ như vậy." "Anh cái gì mà anh, cho dù gọi cảnh sát cũng không có cách nào ngăn cản tôi được. Bố tôi rất hiểu rõ đội trưởng cảnh sát giao thông." Đỗ Lượng hét lên. Đối mặt với sự hung dữ của Đỗ Lượng, Lê Tịnh Vi, một cô gái chưa bao giờ học được nhiều điều từ thế giới bên ngoài vô cùng kinh hãi. Cô ấy chỉ là một nữ sinh chưa bao giờ thấy một người hung dữ và vô lý như vậy. Hơn nữa, người bên kia lái một chiếc xe thể thao hạng sang như Porsche hẳn là một người rất giàu có. Cô ấy biết mình không thể làm mất lòng người đó. Đỗ Lượng nhìn thấy Lê Tịnh Vi đã hoảng sợ, liền đi lên tìm Lê Tuyết Tương một lần nữa để giải quyết chuyện bồi thường bà già hôi thối, bà đâm xe của tôi, mau bồi thường. Bồi thường bao nhiêu, bồi thường bao nhiêu? Lê Tuyết Tương run rẩy hỏi, sợ những tên công tử giàu có này. Bồi thường 900 triệu đồng, Đỗ Lượng nói. Cái gì, một khoản bồi thường 900 triệu đồng? Lê Tuyết Tương đột nhiên bị sốc, 900 triệu đồng, đối với bà ấy mà nói, đó là con số trên trời, cho dù bán mình đi cũng không lấy được 900 triệu. Đúng vậy, xe của tôi trị giá hơn 2 tỷ, tiền sửa chữa là 900 triệu đồng, sau khi sửa lại không còn tốt như cũ, 900 triệu đồng, coi như là rẻ rồi đó. Tôi, tôi không có nhiều tiền như vậy, Lê Tuyết Tương yếu ớt ngồi dưới đất nói. Tôi biết là các người không có nhiều tiền như vậy, trước tiên đánh cho tôi. Để tôi bình tĩnh rồi lại nói chuyện tiếp, đỗ lượng giống lên. Khi hai tên đàn em nghe thấy mệnh lệnh, chúng liền xông lên đấm đá Lê Tuyết Tương khiến bà ấy bị thương khắp người. Lê Tịnh Vi bỗng hoảng hốt khi thấy mẹ mình bị đánh, cô ấy lao vào kéo hai tên đàn em của Đỗ Lượng ra, vừa kéo vừa van xin. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Một trong hai tên đàn em của Đỗ Lượng tát Lê Tịnh Vi khiến cô ấy ngã xuống đất. A, à, Lê Tịnh Vi hét lên một tiếng đau đớn khi cô ấy bị đánh ngã xuống đất. Tịnh Vi, nhìn thấy con gái ngã xuống đất, Lê Tuyết Tương rất đau lòng muốn trèo qua để xem con gái mình. Tuy nhiên, hai tên đàn em của Đỗ Lượng cứ dùng chân dẫm lên lưng bà ấy, khiến bà ấy không thể trèo qua. Mẹ Lê Tịnh Vi rất đau lòng khi thấy mẹ bị đánh, cô ấy bỏ đến, khóc lóc van xin, xin các người đừng đánh mẹ tôi nữa, cầu xin các người, xin đừng đánh mẹ tôi nữa. chương 819 cô phải đồng ý một chuyện. Nhưng, cho dù Lê Tịnh Vi cầu xin như thế nào, hai tên đàn em của Đỗ Lượng cũng không ngừng đánh đập. Lê Tịnh Vi chỉ đành bò đến dưới chân Đỗ Lượng, quỳ ở trước mặt anh ta, cầu xin nói cậu chủ cầu xin anh tha cho mẹ tôi đi đỗ lượng cúi mắt đánh giá lê tịnh vi đang quỳ trước mặt mình nhìn thấy bộ dáng cô ấy vô cùng thanh thuần đáng yêu đồng phục học sinh bị nước mưa làm cho ướt xuống dính chặt vào cơ thể của cô ấy phát họa tuổi trẻ mơn mởn vô cùng tinh tế mái tóc đẹp ướt xuống dính trên khuôn mặt tròn xinh đẹp trắng nón giống như đóa hoa sen mới nở vô cùng mê người trên lông mi cong dài động một giọt nước cái mũi nhỏ thẳng tắp đặc biệt là đôi môi anh đào nhỏ nhắn bởi vì Lê Tịnh Vi quỳ ở trước mặt anh ta, tư thế này khiến anh ta nhất thời sản sinh ra một loại ý nghĩ vô cùng tà ác. Tôi có thể buông tha cho mẹ cô, nhưng cô phải đồng ý một chuyện với tôi. Đỗ Lượng nói, chỉ cần anh chịu tha cho mẹ tôi, chuyện gì tôi cũng đều có thể đồng ý với anh. Lê Tịnh Vi vì cứu mẹ mình, không chút suy nghĩ trực tiếp liền đồng ý. Lê Tuyết Tương từng nói với cô ấy, bà ấy không phải là mẹ ruột của cô ấy. 18 năm trước, Cô ấy chỉ là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ở ven đường, Lê Tuyết Tương đi ngang qua, có lòng tốt nhận cô ấy về nuôi. Lê Tuyết Tương cũng không biết cha mẹ đẻ của đứa bé này là ai, nên để cô ấy theo họ Lê của mình, đặt tên là Lê Tịnh Vi. Cuộc sống của Lê Tuyết Tương vốn dĩ đã rất khổ cực, lại coi Lê Tịnh Vi như đứa con mình sinh ra, ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng cô ấy khôn lớn, hơn nữa còn bán đồ ăn để cho cô đi học. Lê Tịnh Vi cũng vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiểu được cảm kích ân huệ hai mẹ con nương tựa lẫn nhau mà sống hiện tại nhìn thấy mẹ mình bị người ta đánh cô ấy đương nhiên phải cứu cho dù đỗ lượng đề ra bất cứ điều kiện gì cô ấy đều sẽ không chút do dự đồng ý được vậy cô dùng miệng hút giúp tôi đỗ lượng mượn cơn say của rượu đề ra một yêu cầu vô cùng biến thái hút cái gì lê tịnh vi chỉ là một học sinh trung học chuyên tâm học hành căn bản không biết lời nói của đỗ lượng là có ý gì phim hành động tình yêu cô chưa từng xem qua sao giúp tôi hút ở đây đỗ lượng chỉ đúng quần của mình vẻ mặt hung ác nói lê tịnh vi nghe vậy nhất thời bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch mặc dù cô ấy là một học sinh trung học thanh thuần nhưng tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa rồi có một vài chuyện không cần nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng cô ấy nằm mơ cũng không ngờ đến đỗ lượng vậy mà sẽ đề ra yêu cầu biến thái như vậy không không tôi không làm lê tịnh vi nơm nớp lo sợ nói nếu như cô không nghe lời mẹ cô sẽ bị đánh chết tươi nếu như cô là theo lời tôi nói tôi sẽ lập tức bảo bọn họ dừng tay đỗ lượng cười xấu xa nói lúc này trời mưa như chút nước mà nơi này lại nằm ở vùng hẻo lánh trên đường đều đã không còn xe cộ qua lại càng đừng nói người đi bộ anh ta mượn cơn say rượu liền muốn chơi một trò chơi vô cùng kích thích với cô gái thanh thuần dễ thương đang quỳ trước mặt mình này một chút không được cái này tôi không thể đồng ý với anh anh đổi một điều kiện khác đi lê tịnh vi quẫn bách nói tôi chỉ muốn chơi trò này với cô những thứ khác đều không muốn chỉ cần cô giúp tôi hút ra cô liền có thể cứu mẹ cô một mạng hơn nữa hơn một tỷ tiền sửa xe cũng không cần phải bồi thường nữa hút một chút chính là hơn một tỷ đó còn do dự cái gì đỗ lượng nói anh quá không biết xấu hổ rồi tôi có chết cũng sẽ không làm loại chuyện dơ bẩn này cho anh đâu Lê Tịnh Vi nghiến răng nghiến lợi nói. Lẽ nào cô trơ mắt nhìn mẹ cô bị đánh chết tươi mà thấy chết không cứu? Hút một chút, không những có thể cứu mẹ cô một mạng, hơn nữa còn giảm bớt hơn một tỷ tiền bồi thường, cớ sao mà không làm chứ? Đỗ Lượng nói. Lê Tịnh Vi nhìn thấy mẹ mình bị đánh thảm như vậy, cô ấy đương nhiên rất muốn cứu bà ấy, nhưng muốn cô ấy làm loại chuyện dơ bẩn đó, hơn nữa là làm ngay trước mặt mẹ mình, cô ấy thật sự không cách nào có thể làm được nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của mẹ trong lòng cô ấy cực kỳ lo lắng tịnh vi con mau chạy đi không cần lo cho mẹ lê tuyết tương mặc dù đang bị người đánh nhưng cũng nghe thấy yêu cầu biến thái của đỗ lượng đề ra với lê tịnh vi bà ấy đương nhiên sẽ không hy vọng con gái của mình dùng cách sỉ nhục nhất này cứu mình cho dù bản thân bị đánh chết bà ấy cũng không muốn con gái của mình chịu đựng một chút ô uế bà ấy đã nhìn ra đỗ lượng đã lộ ra thú tính lê tịnh vi quỳ ở trước mặt anh ta sớm muộn gì cũng sẽ có nguy hiểm đợi lúc đỗ lượng đại phát thu tính muốn trốn cũng trốn không thoát nữa rồi cho nên bà ấy hiện tại liền hét lê tịnh vi nhanh chóng chạy mà lê tịnh vi mặc dù nghe thấy tiếng kêu của lê tuyết tương nhưng cô ấy lại sao có thể vứt bỏ mẹ mình không lo một mình chạy trốn được chứ cầu xin anh tha cho mẹ tôi đi ngoại trừ điều kiện này bất cứ điều kiện khác tôi đều đồng ý với anh lê tịnh vi vẫn cầu xin như cũ tôi đã nói rồi tôi chỉ muốn chơi trò này hút một chút có gì khó sao hút một chút lại sẽ thiếu mất một miếng thịt của cô sao nếu như cô cảm thấy buồn nôn trở về xúc miệng một chút là được rồi đỗ lượng nói tôi không làm tôi thật sự không thể làm như vậy lê tịnh vi kiên quyết từ chối vi vi con mau chóng chạy đi không cần cầu xin cậu ta không cần phí lời với cậu ta nữa nhanh chóng chạy đi lê tuyết tương nứt hơi khản tiếng hét to hai tên đàn em của đỗ lượng vẫn đang không ngừng dùng chân dẫm lên lưng của bà ấy bà ấy muốn bỏ cũng không thể bỏ dậy đỗ lượng nghe thấy lê tuyết tương kêu gào cũng sợ lê tịnh vi thật sự chạy lập tức dùng hai tay nắm chặt đầu của cô ấy dán mặt của cô ấy lên trên người mình đừng mau thả tôi ra lê tịnh vi cực kỳ hoảng sợ liều mạng thoát ra không muốn để mặt mình dán vào mà đỗ lượng vẫn luôn nắm chặt gáy cô ấy không để cô ấy tránh thoát, không ngừng dùng lực kéo đầu cô ấy về phía trước. A, à, Lê Tuyết Tương bò trên mặt đất nhìn thấy con gái bị người ta lăng nhục như vậy, trong lòng nhất thời tức giận vô cùng, hét lên giận dữ một tiếng, cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, đột nhiên từ trên mặt đất nổi lên, trực tiếp thoát ra khỏi hai tên đàn em vây đánh, giống như một con hổ cái, xông về phía đỗ lượng. Đàn bà vốn yếu đuối, làm mẹ lại mạnh mẽ. Chương 820 cùng nhau chạy. Đỗ lượng lúc này đang ôm đầu Lê Tịnh Vi dựa vào trên người mình, hoàn toàn không ngờ đến Lê Tuyết Tương sẽ đột nhiên nổi dậy. Dầm, Lê Tuyết Tương đập đầu vào ngực đỗ lượng. a, à, đỗ lượng không kịp đề phòng, trực tiếp bị Lê Tuyết Tương đụng phải, ngửa mặt lên trời, sau đó trượt một đoạn khoảng cách rất dài ở trong vũng nước mưa trên mặt đất mới dừng lại. Mà Lê Tuyết Tương bởi vì sông đến quá mạnh, hơn nữa hai chân vướng vào phần lưng của Lê Tịnh Vi đang quỳ trên mặt đất, cũng nhào về phía trước một màn bất ngờ xảy ra này khiến lê tịnh vi đều bị sợ ngây người hai tên đàn em đó nhìn thấy đỗ lượng bị lê tuyết tương trực tiếp đụng bay cũng là nhất thời bị hoảng sợ anh lường anh lường hai tên đàn em đó hoảng hốt hô một tiếng nhao nhao chạy đi đỡ đỗ lượng mẹ lê tịnh vi phục hồi tinh thần cũng chạy đi đỡ lê tuyết tương lê tuyết tương biết tình huống nguy cấp lập tức bỏ dậy hét lớn với lê tịnh vi tịnh vi con mau chạy đi không cần lo cho mẹ mẹ con đỡ mẹ cùng chạy lê tịnh vi không muốn một mình chạy trốn muốn đỡ lê tuyết tương cùng chạy chân của mẹ bị thương rồi không chạy trốn được với con con mau chóng tự mình chạy trốn đi sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát lê tuyết tương nói không được con đi rồi bọn họ sẽ đánh chết mẹ muốn chạy thì cùng nhau chạy lê tịnh vi nói lê tuyết tương nhìn thấy con gái không muốn một mình chạy trốn chỉ đành tập tà tập tễnh chạy trốn cùng cô ấy lúc này đỗ lượng dưới sự dìu đỡ của hai tên đàn em cũng đã đứng lên khỏi mặt đất mau chóng bắt hai người bọn họ lại đừng để bọn họ chạy đỗ lượng quát lớn hai tên đàn em đó nghe thấy mệnh lệnh lập tức đuổi theo lê tuyết tương và lê tịnh vi đỗ lượng cũng đuổi theo trên chân lê tuyết tương bị thương vốn dĩ đã chạy không nhanh chỉ chạy được mấy bước liền nhìn thấy đỗ lượng và hai tên đàn em đó đuổi theo đến Tịnh Vi, con nhanh chóng tự mình chạy, mẹ ngăn bọn họ lại. Lê Tuyết Tương nói xong, lập tức quay người, chuẩn bị ngăn cản bọn Đỗ Lượng. Hơn nữa, bà ấy một người phụ nữ yếu đuối, làm sao có thể ngăn cản được những tên đàn ông trẻ tuổi này. Hai tên đàn em của Đỗ Lượng đồng thời bay lên một cước, đá vào bụng bà ấy, trực tiếp đá bà ấy ngã xuống đất. Dám tông vào ông đây, đánh mạnh lên cho tôi." Đỗ Lượng đuổi theo, hét lớn hai tên đàn em đó lập tức lại tay đấm chân đá lê tuyết tương lê tịnh vi nhìn thấy mẹ mình lại bị đánh vội vàng quay trở lại vừa chạy về vừa hét lớn đừng đánh mẹ tôi đừng đánh mẹ tôi đỗ lượng nhìn thấy lê tịnh vi tự mình chạy trở về cũng không cần đuổi theo cô ấy nữa vừa rồi từng cho cô cơ hội để cô cứu mẹ cô là tự cô không biết quý trọng hiện tại muốn cứu mẹ cô không có dễ như vậy nữa đâu đỗ lượng nói anh rốt cuộc muốn làm sao mới chịu tha cho mẹ tôi?" Lê Tịnh Vi hỏi. "Tôi muốn cô trở vào trong xe với tôi," dốc hết sức hầu hạ tôi. Đỗ Lượng đề ra yêu cầu càng quá đáng hơn. Lê Tịnh Vi mặc dù chỉ là học sinh trung học, nhưng cũng đã là thiếu nữ trên 18 tuổi rồi, đương nhiên hiểu rõ lên xe của Đỗ Lượng có nghĩa là sẽ xảy ra chuyện gì. "Không, tôi không lên, ngoài trừ điều này, những điều khác tôi đều có thể đồng ý với anh." lê tịnh vi đương nhiên sẽ không đồng ý loại yêu cầu này của đỗ lượng cái này cũng không được cái kia cũng không được cô liền trơ mắt nhìn mẹ cô bị đánh chết tươi đi đỗ lượng cũng không vội phải lập tức hưởng thụ lê tịnh vi dù sao cô ấy cũng đã trốn không thoát rồi cho dù bây giờ cô ấy không đồng ý đợi chút nữa anh ta sẽ cưỡng ép bắt cô ấy lên xe thôi anh đánh chết người rồi lẽ nào không sợ ngồi tù sao lê tịnh vi nói ngồi tù người có thể bắt tôi ngồi tù còn chưa sinh ra đâu đỗ lượng nói anh vô pháp vô thiên như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng thôi lê tịnh vi nói vậy sao vậy tôi sẽ đánh chết mẹ cô xem xem sẽ có báo ứng gì đỗ lượng nói xong cũng đi lên trước đá lê tuyết tương lê tuyết tương bị ba người đồng thời đá đau đến chết đi sống lại lê tịnh vi xông lên muốn kéo đỗ lượng và hai tên đàn em đó ra nhưng một cô gái yếu đuối như cô ấy căn bản không thể kéo được bọn họ cầu xin các người tha cho mẹ tôi đi lại tiếp tục đánh nữa mẹ tôi thật sự sẽ chết mất lê tịnh vi trực tiếp quỳ xuống ôm lấy chân đỗ lượng cầu xin nhưng mà đỗ lượng hiện tại đang trong cơn giận dữ căn bản sẽ không nghe lời cô ấy trực tiếp một cước đá cô ấy ra lê tịnh vi bị đá ngã ra đất lại tiếp tục bò đến cầu xin sau đó lê tịnh vi cũng bị đánh lúc này triệu đình vũ và triệu vũ ngọc đã đi đến gần nơi xảy ra sự việc anh đằng trước hình như có ba người đàn ông đang đánh hai người phụ nữ ngã trên mặt đất triệu vũ ngọc nói bởi vì nước mưa quá lớn tầm nhìn tương đối mơ hồ cô ấy cũng không nhìn thấy rõ hai người phụ nữ đang ngã ở trên mặt đất là ai người ngã trên mặt đất bị đánh chính là dì lê và em tịnh vi mắt của triệu đình vũ khá sắc bén vừa nhìn liền nhìn ra hai người bị đánh chính là lê tuyết tương và lê tịnh vi nhìn thấy lê tuyết tương và lê tịnh vi bị người tay đấm chân đá ở trong mưa lớn triệu đình vũ nhất thời nổi lên cơn giận dữ giống như một con báo nhanh chóng vọt đến khoảng thời gian này anh ta và em gái chạy trốn đến thành phố vĩnh thụy lưu lạc bốn phương không có nhà để về là lê tuyết tương đã thu lưu hai anh em bọn họ có thể nói như thế này lê tuyết tương là ân nhân của anh ta nhìn thấy ân nhân bị người ta đánh bảo anh ta làm sao có thể không tức giận dừng tay Triệu đình vũ gầm lên giận dữ một tiếng, giọng nói vừa đến, người cũng đã vọt đến trước mắt. Đỗ lượng và hai tên đàn em của anh ta đột nhiên nghe thấy một tiếng hổ gầm của triệu đình vũ, toàn bộ đều bị dọa giật mình. Dầm, triệu đình vũ trực tiếp đánh một quyền vào mặt đỗ lượng. A, à, đỗ lượng nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm như tiếng heo bị cắt tiết, bay ngược ra đằng sau. mươi 821 đúng là ngang ngược một màn xảy ra bất ngờ này khiến hai tên đàn em của đỗ lượng đều sợ ngây người bọn họ đều chưa từng nhìn thấy một quyền liền có thể đánh bay người lê tịnh vi nhìn thấy triệu đình vũ đã đến nhất thời vừa mừng vừa sợ nói anh đình vũ sao anh lại tới đây tịnh vi chúng ta định đưa ô đến cho gì và em những người này tại sao lại đánh bọn em triệu đình vũ hỏi bọn họ sau khi uống rượu lái xe tông vào xe ba bánh của chúng em xe của bọn họ cũng bị hư hỏng một chút sau đó liền muốn chúng em bồi thường hơn một tỷ chúng em không có tiền bồi thường bọn họ liền đánh chúng em lê tịnh vi khóc nói sao lại có cái đạo lý này bọn họ uống rượu lại tông vào người khác lại còn bắt các em bồi thường thật sự là vô pháp vô thiên mà triệu đình vũ nhất thời nổi lên cơn giận dữ hai tên đàn em của đỗ lượng nhìn thấy đỗ lượng bị triệu đình vũ một quyền đánh bay lúc này đã hồi phục tinh thần bọn họ không dám tìm triệu đình vô tính sổ chỉ có thể chạy qua xem xem đỗ lượng trước anh lược anh làm sao rồi anh lược anh có làm sao không hai tên đàn em chạy đến bên cạnh đỗ lượng lo lắng hỏi đỗ lượng lúc này đã mặt mũi bầm tím nhưng vẫn có thể nói đỡ tôi dậy tôi phải tiêu diệt thằng nhóc đó hai tên đàn em đó nhìn thấy đỗ lượng không có gì đáng ngại cuối cùng thở vào một hơi nhẹ nhõm sau đó vội vội vàng vàng dìu đỡ đỗ lượng dậy lúc này triệu đình vũ nhìn thấy lê tuyết tương ngã trên mặt đất mặt mũi bầm tím khóe miệng chảy máu trên người vết thương chồng chất vội vàng đi đỡ bà ấy lên gì lê gì sao rồi triệu đình vũ lo lắng hỏi nhưng mà lúc này tiêu tuyết tương đã sắp hôn mê căn bản không có cách nào trả lời triệu đình vũ triệu đình vũ nhìn thấy lê tuyết tương bị đánh đến thảm hại như vậy trong lòng càng tức giận không thể kiềm chế mẹ mẹ rốt cuộc thế nào rồi đừng dọa con mà lê tịnh vi cũng ngồi xổm xuống, xuống kiểm tra xem thương thế của lê tuyết tương lúc này triệu vũ ngọc cũng đã chạy đến nhìn thấy lê tuyết tương khắp cơ thể toàn là vết thương nhất thời hoảng sợ gì lê làm sao lại bị đánh đến thảm như vậy chúng em không có tiền bồi thường vì cậu chủ đó liền muốn kéo em lên xe lấy thân trả nợ mẹ em vì bảo vệ em liền bị bọn họ đánh thành như vậy lê tịnh vi khóc nói triệu vũ ngọc nghe thấy lê tịnh vi nói như vậy trong lòng đã là tức giận vô cùng nói tịnh vi em đừng sợ anh của chị đã đến rồi anh ấy nhất định sẽ bảo vệ mẹ em nói xong triệu vũ ngọc cũng lập tức ngồi xổm xuống đỡ lê tuyết tương đang bị thương nặng không ngừng hô to dì lê dì lê dì nhất định phải cố gắng chúng cháu lập tức đưa dì đến bệnh viện mà triệu đình vũ biết được đỗ lượng không ngừng đánh đập lê tuyết tương hơn nữa còn muốn lê tịnh vi lấy thân trả nợ đều sắp bùng nổ rồi cơn tức này vô luận như thế nào anh ta cũng nuốt không trôi anh ta đột nhiên đứng dậy, sau đó bừng bừng sát khí đi về phía Đỗ Lượng. Lúc này Đỗ Lượng dưới sự dìu đỡ của hai tên đàn em, cũng đang đi về phía Triệu Đình Vũ. Nhìn thấy Triệu Đình Vũ toàn thân mang một cỗ khí tức lạnh lẽo, giống như tu la sát thần, Đỗ Lượng và hai tên đàn em đó đều không tự chủ được mà run rẩy, theo bản năng lui về sau mấy bước. Nhóc nhóc con, đến ông đây cũng dám đánh, tôi thấy cậu là ăn gan hùm mật gấu rồi. Đỗ Lượng mượn cơn say rượu, đánh bạo nói, Triệu Đình Vũ không nói gì, tiếp tục bừng bừng sát khí đi về phía Đỗ Lượng. Đỗ Lượng và hai tên đàn em đó từ trước đến nay chưa từng gặp qua người sát khí nặng như vậy, sợ đến mức không kìm nổi lòng liên tục lùi ra sau. Mày, mày rốt cuộc muốn làm, làm cái gì? Đỗ Lượng nơm nớp lo sợ hỏi. Chúng mày uống rượu lái xe, tông vào người khác, không những đánh gì lê của tao bị thương đến như vậy, hơn nữa còn muốn làm nhục em tịnh vi của tao, tao phải thay trời hành đạo, thay bọn họ đòi lại công đạo. Triệu Đình Vũ lạnh lùng nói: Mau chóng lên đi, tiêu diệt tên nhóc này. Đỗ Lượng thấy tình hình không tốt, lập tức ra lệnh hai tên đàn em đánh Triệu Đình Vũ. Hai tên đàn em đó chần chờ, không làm sao dám đi lên. Còn ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng lên đi, cậu ta lại không có ba đầu sáu tay, sợ cậu ta làm cái gì? Đỗ Lượng gầm lên giận dữ. Hai tên đàn em đó cũng đã uống rượu, có chút hung hăng, nghe thấy Đỗ Lượng nói như thế chỉ đành miễn cưỡng vung nắm đấm sông về phía Triệu Đình Vũ. Triệu Đình Vũ dừng bước, lạnh lùng nhìn hai tên đàn em đó của Đỗ Lượng đang sông đến. Nắm đấm của anh ta đã nắm chặt, xương toàn thân đều đang phát ra tiếng kêu răng rắc. Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc biết Triệu Đình Vũ muốn đánh nhau với bọn họ, đều quay đầu quan sát. Lê Tịnh Vi không hề biết thực lực của Triệu Đình Vũ, nhìn thấy đối phương hai đánh một, cô ấy không khỏi lo lắng thay Triệu Đình Vũ mà triệu vũ ngọc lại biết thực lực của anh trai mình triệu đình vũ đối phó mấy tên mặt trắng này cô ấy một chút cũng không lo lắng khi hai tên đàn em đó xông đến trước mặt triệu đình vũ đồng thời đánh ra hai quyền bịch bịch nắm đấm của hai tên đàn em đỗ lượng đó không chạm vào triệu đình vũ mặt bọn họ đã bị nắm đấm mạnh mẽ của triệu đình vũ đánh chúng a à, a à, hai tên đàn em đó đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết đều bay ngược ra phía sau trong quá trình bay ngược ra phía sau răng từ trong miệng bọn họ bay ra lê tịnh vi nhìn thấy triệu đình vũ hai quyền liền đánh bay hai tên đàn em đó nhất thời sợ ngây người trước đó lúc triệu đình vũ một quyền đánh bay đỗ lượng xảy ra rất bất ngờ cô ấy cũng không nhìn thấy âm um, âm um, hai tên đàn em đó của đỗ lượng từ không trung rơi xuống đất phát ra hai tiếng vang lớn sau đó nằm trên mặt đất không nhúc nhích đỗ lượng nhìn thấy một màn này đều bị dọa cho ngây ngốc anh ta nằm mơ cũng không ngờ đến, thực lực của triệu đình vũ lại khủng bố như vậy. chương 822 tôi là con của người giàu nhất Vĩnh Thụy. Lúc này, đỗ lượng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nhất thời tỉnh lại. Hai tên đàn em của đỗ lượng ngã dạp trên đất, họ cảm thấy sao kim trước mắt mình đang quay lòng vòng, thế giới đảo lộn quay cuồng. Họ đã bị chấn động mạnh và trong một thời gian ngắn họ không thể đứng dậy khỏi mặt đất được những tên suốt ngày đắm chìm trong rượu chè sao có thể chịu được cú đấm của Triệu Đình Vũ. Ngay cả khi bọn họ có thể đứng dậy cũng không muốn đứng dậy. Bởi vì họ lo lắng rằng đỗ lượng muốn họ đối đầu với Triệu Đình Vũ một lần nữa. Nằm trên mặt đất và giả vờ chết là lựa chọn tốt nhất, là cách lánh nạn tốt nhất. Sau khi Triệu Đình Vũ tung hai tên đàn em của đỗ lượng lên không chung, anh ta phất lờ họ và tiếp tục đi về phía đỗ lượng với sát khí đằng đằng. Thấy tình hình không ổn, đỗ lượng bỏ chạy về phía chiếc Porsche của mình. Anh ta muốn một mình lái xe đi, còn chuyện hai tên đàn em còn sống hay đã chết, anh ta không muốn quan tâm nữa. Anh ta chỉ muốn cứu lấy mạng sống của chính mình, trước tiên chạy thoát thân đã rồi nói. Thấy đỗ lượng bỏ chạy, triệu đình vũ lập tức chạy đuổi theo. Khi thấy đỗ lượng chạy đến gần chiếc Porsche của mình, triệu đình vũ đã nhảy từ phía sau và đá vào lưng anh ta. À, Đỗ lượng đột nhiên hét lên một tiếng, bay về phía trước, đập đầu về phía cửa Porsche. Dầm, đầu đỗ lượng đập vào cửa Porsche, lại có tiếng động lớn. Cửa xe đã bị móp. Nhìn thấy cảnh này, Lê Tịnh Vi lại sững sờ. Khi Triệu Ngọc Vũ nhìn thấy hành động quá khích của Triệu Đình Vũ, cô ấy đã lo lắng rằng anh ta sẽ gây ra một thảm họa khác. Đỗ lượng nằm trên mặt đất, đau đớn rú lên. Triệu Đình Vũ không có ý định để cho Đỗ Lượng đi mà bước tới và dùng chân lật người Đỗ Lượng lại. Khi Đỗ Lượng nhìn thấy Triệu Đình nhìn mình bằng con mắt muốn bắn ra lửa, anh ta sợ hãi muốn đi tiểu ra quần. "Anh, anh định làm gì?" Đỗ Lượng run rẩy hỏi. Triệu Đình Vũ ngồi xổm xuống, dùng tay trái nắm lấy cổ áo Đỗ Lượng, nói chính mày đâm người, lại đánh người. Thật quá ngang ngược, hôm nay tao muốn dạy cho mày một số bài học sâu sắc. Tôi là Đỗ Lượng con trai của gia đình giàu có nhất thành phố vĩnh thủy mọi người hay gọi là anh lượng nếu anh còn dám đánh tôi nữa tôi sẽ cho anh chết lúc nào không biết đỗ lượng muốn dùng thân phận của mình để dọa triệu đình vũ cái gì mà anh lượng tao không biết cho dù mày là hoàng đế mà dám làm bậy tao còn có thể đánh triệu đình vũ nói xong liền đấm vào mặt đỗ lượng một cái thật mạnh a à, âm âm một tiếng cái mũi đỗ lượng bị đánh úp lại a à, đỗ lượng đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng hình như anh ta mở tiệm bán nước chấm chua cay mặn ngọt đều nếm đủ dám đánh tôi anh chết chắc bố tôi là đỗ quang người giàu nhất thành phố vĩnh thụy nhà tôi còn có người còn ông ngoại tôi chính là bộ trưởng ngụy nghiêm trong lòng đỗ lượng tức giận tin tưởng hoàn cảnh gia đình của anh ta sẽ làm triệu đình vũ sợ hãi tuy nhiên triệu đình vũ là một người liều lĩnh không hỏi han chuyện thế sự chưa bao giờ nghe nói đến bộ trưởng ngụy nghiêm chứ đừng nói đến Đỗ Quang người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy. Điều Triệu Đình Vũ tao ghét nhất ở chỗ là chúng mày dựa vào gia cảnh nào đó mà bắt nạt người vô tội, cho dù ông ngoại của chúng mày là quốc vương Long Quốc tao cũng sẽ không quan tâm. Triệu Đình Vũ nói xong lại nâng lên nắm đấm, đấm vào hốc mắt Đỗ Lượng một cách ác liệt. A, à, Đỗ Lượng lại hét lên một tiếng như heo bị chọc tiết. Máu túa ra từ hốc mắt, như thể một cửa hàng tơ lụa đủ màu sắc được mở ra. Những màu đỏ, đen, tím đua nhau khoe sắc. Tất cả điều này xảy ra quá nhanh và quá bi thảm khiến Lê Tịnh Vi vô cùng sợ hãi và không biết phải làm sao. Ngay cả Triệu Vũ Ngọc cũng sợ hãi đến nỗi quên mất việc thuyết phục Triệu Đình Vũ. Hai tên đàn em của Đỗ Lượng đang nằm vật vờ như đã chết thì sợ hãi khi nghe thấy hai tiếng hét như giết lợn của Đỗ Lượng. Hai người không khỏi quay đầu lại nhìn, lúc này mũi của Đỗ Lượng nhếch lên, mắt trái chảy dòng dòng máu nửa khuôn mặt đỏ bừng vết máu vô cùng kinh hãi tất cả đều run lên vì sợ hãi ai còn dám bước tới giúp đỡ khi gặp phải kẻ độc ác như triệu đình vũ họ chỉ muốn cứu mạng mình chỉ biết nhắm mắt lại tiếp tục nằm trên mặt đất giả vờ chết bất động dù là đỗ lượng sống hay chết đi bọn họ cũng không muốn quan tâm đến nữa còn đỗ lượng lúc này đã khóc không ra nước mắt trong lòng đã kinh hãi rồi người này không sợ trời không sợ đất thậm chí ngay cả ông ngoại là bộ trưởng ngụy Nghiêm cũng không sợ, nếu tiếp tục dùng ra cảnh hù dọa người này thì anh ta chỉ có đường chết. Xin anh hãy tha thứ cho tôi, tôi biết ta sai rồi, không dám nữa, xin hãy tha thứ cho tôi. Đỗ lượng rốt cục cầu xin rủ lòng thương xót, nếu không cầu xin lòng thương xót, nhất định sẽ bị người này đánh chết. Phụt, nếu như mày tiếp tục cứng rắn với tao đến cùng, tao nghĩ mày còn có thể nói là anh hùng, biết đâu tao sẽ tha mạng. Không ngờ mày lại khẩn cầu tao nhanh như vậy, tao sẽ không tha cho mày đâu." Triệu Đình Vũ nói xong liền giơ nắm đấm đấm vào lồng ngực Đỗ Lượng một cách dữ dội. Bịch, phụt. Đỗ Lượng bị cú đấm nặng nề của Triệu Đình Vũ đánh trúng, một ngụm máu tươi từ trong miệng nôn ra. Thân thể của anh ta bị lật úp, nội tạng dường như bị xê dịch, trong miệng chỉ có khí thoát ra, không có khí vào, nằm trên mặt đất như một con chó chết, không thể nhúc nhích. Chương 824 Đầu cậu dính nước à Ba người nằm đó bất động, sống chết không rõ, tốt hơn là nên gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Nếu không, không ai cứu chữa, họ có thể chết thật." Lê Tuyết Tương nói. "Đừng lo lắng cho bọn chúng, nếu gọi xe cấp cứu sẽ biết là do chúng ta làm. Người ngang ngược như bọn chúng khi chết cũng không cần phải làm liên lụy người khác." Triệu Đình Vũ nói. "Anh Đình Vũ, nếu đây là một vụ án giết người, anh sẽ có tội nặng hơn và anh sẽ bị truy nã." Không bằng bây giờ anh hãy tự thú có khi sẽ được giảm nhẹ tội hơn. Lê Tịnh Vi đang học cấp 3 và biết một chút về luật, vì vậy liền đề nghị Triệu Đình Vũ đi tự thú. Đầu hàng cái gì, những người này đánh hai người trước, họ phạm tội trước, anh buộc phải làm chỉ để bảo vệ người, nếu anh không đến kịp thời, hai người có thể sẽ bị bọn họ giết chết, nếu phải tự thú thì họ mới là người phải đi tự thú." Triệu Đình Vũ nói. "Thôi chúng ta đừng bàn nhiều nữa, trước tiên hãy rời khỏi đây rồi nói chuyện tiếp." Triệu Ngọc Vũ biết Triệu Đình Vũ đã gặp phải tai họa lớn rồi, dù có tự thú hay bỏ chạy thì cũng không có kết quả tốt chỉ đành rời khỏi đây trước rồi tính tiếp. Thôi, chúng ta rời khỏi đây đã rồi lại tính sau. Lê Tuyết Tương không muốn ở đây lâu. Vì vậy, Triệu Đình Vũ đã đến kéo chiếc xe ba bánh và kiểm tra nó. Dù xe ba gác có bị va quệt một chút nhưng vẫn có thể lái được. Triệu Vũ Ngọc và Lê Tịnh Vi giúp Lê Tuyết Tương lên xe ba bánh, sau đó triệu đình vũ đưa họ về nhà trên xe ba bánh. Bốn người họ đã ướt súng vì mưa, nên họ không muốn mặc áo mưa hay ô nữa, vì vậy họ đã về nhà trong cơn bão dữ dội. Hai tên đàn em của Đỗ Lượng lúc này mới dám đứng dậy khỏi mặt đất khi thấy Triệu Đình Vũ đưa Triệu Vũ Ngọc, Lê Tịnh Vi và Lê Tuyết Tương đi. Thấy Đỗ Lượng vẫn nằm dưới đất bất động, khóe mắt trái có vết máu, hai tên đàn em lao về phía cậu ta. Anh Lượng! Anh Lượng! hai tên đàn em đứng bên cạnh đỗ lượng và không ngừng hò hét gọi anh ta tuy nhiên lúc này đỗ lượng không có phản ứng gì anh lượng có lẽ đã bị đánh chết rồi bây giờ phải làm sao đây một tên đàn em tên tôn tử hoảng sợ nói anh lượng có thể chỉ bị hôn mê có lẽ có thể cứu vớt hãy đưa anh ấy đến bệnh viện để cấp cứu trước một tên đàn em khác tên gia dương nói chúng ta có nên báo cáo với công an trước để họ tới khảo sát hiện trường sau đó đưa anh lượng đến bệnh viện không tôn tử nói không kịp đâu khi công an đến anh lượng có thể sẽ chết gia dương nói vậy thì nên báo cảnh sát giao thông đi tôn tử nói có phải cậu bị nước vào đầu không gia dương nghe tôn tử nói đi báo cảnh sát giao thông nghi ngờ vừa rồi đầu của cậu ta bị đánh vỡ nằm dưới đất dưới mưa đầu ngập nước đầu của tôi sao lại dính nước tôn tử bất mãn hỏi rõ ràng là anh lượng đã lái xe trong lúc say rượu và chạy quá tốc độ hơn nữa anh lượng đã đụng phải ai đó chúng ta báo cảnh sát giao thông không phải chúng ta tự tìm chuyện rắc rối sao nhưng mà anh lượng bị đánh nặng như vậy chúng ta không thể cứ để bọn họ bỏ chạy như thế được tôn tử nói họ không thể chạy được hậu đài của anh lượng quá vững dù có trốn đến tận chân trời họ cũng sẽ bị bắt dư dương nói được rồi chúng ta đưa anh lượng đến bệnh viện trước Tôn tử nói, vậy thì đừng dài dòng nữa, mau nhấc anh lượng lên xe. Dư Dương nói, vì vậy, Tôn tử và Dư Dương đã nhấc đỗ lượng lên chiếc Porsche. Mặc dù chiếc Porsche bị va chạm một chút nhưng nó vẫn có thể lái được. Dư Dương lái xe đưa đỗ lượng đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Dư Dương nói với tôn tử, mau gọi điện cho bố của anh Lượng và nói với chú ấy rằng anh Lượng đang bị thương rất nặng. Được, được rồi, để tôi gọi cho chú ấy. Tôn Tử nói xong lập tức lấy di động ra gọi cho Đỗ Quang, bố của Đỗ Lượng. Lúc này Đỗ Quang vừa từ công ty trở về nhà, nhìn thấy Tôn Tử gọi điện thoại, liền trả lời: "Tôn Tử, có chuyện gì sao?" "Chú Quang, có chuyện lớn rồi." Tôn Tử nói. "Cái gì mà có chuyện lớn?" Đỗ Quang hỏi lại. "Anh Lượng bị người ta đánh trọng thương trên đường." Tôn Tử nói. "Cái gì? Con trai của tôi làm sao có thể bị thương nặng như vậy?" Đỗ Quang kinh ngạc hỏi. Vừa nãy khi chúng cháu đang trên đường trở về nhà, chúng cháu vô tình va chạm với một xe ba bánh. Đèn xe Porsche của anh Lượng bị vỡ và thân xe bị chảy xước. Chúng cháu bắt hai mẹ con đi xe ba bánh phải bồi thường nhưng họ không bồi thường thế là xảy ra tranh chấp. Tôn tử không dám nói thật cho Đỗ Quang, chỉ có thể đổi thành tranh chấp. Sau đó thì sao? Đỗ Quang hỏi. Sau đó, một người đàn ông và một phụ nữ đến. Hình như đó là người thân hoặc bạn bè của hai mẹ con đó. Người đàn ông đó đánh chúng cháu mà không nói gì không rằng gì. Chúng cháu đã cố gắng hết sức để bảo vệ anh Lược, nhưng người đàn ông quá mạnh. Chúng cháu không thể đánh lại. Anh Lượng và chúng cháu đều bị đánh bất tỉnh. Khi chúng cháu tỉnh dậy, chúng cháu thấy anh Lượng đã gục trên vũng máu, mũi bị đánh chảy máu, mắt trái cũng bị thương còn anh ấy đã bất tỉnh. Đỗ Quang nghe vậy đột nhiên nổi giận đùng đùng, thật vô lý. Ngay cả con trai của ta cũng dám đánh, xem ra nó chán sống rồi chương 825 có chuyện lớn rồi. Đúng vậy, khi anh Lượng bị đánh, anh ấy đã khai báo ra cảnh của mình. Anh ấy nói rằng bố anh ấy là người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy. Anh ấy cũng nói rằng ông ngoại anh ấy là bộ trưởng. Tên nhóc đó còn đánh anh ấy, thật không để các ngài vào mắt chút nào, tôn tử bắt đầu bơm kích. Thật đáng giận, trên đời này còn có người kiêu ngạo như vậy, đúng là ăn gan hùm mật báo. Đỗ Quang càng thêm tức giận. Đúng đó, ngay cả chú và bộ trưởng ngụy đều không để vào mắt người này quá kiêu ngạo tôn tử nói mà này không phải cậu nói cậu hôn mê bất tỉnh sao có thể nghe thấy những lời này đỗ quang hỏi tôn tử nghe được câu hỏi của đỗ quang thì toát mồ hôi lạnh không dám để đỗ quang biết rằng vừa rồi cậu ta và gia dương giả vờ chết nếu để đỗ quang biết rằng cậu ta và gia dương giả chết không bảo vệ đỗ lượng thì không dễ giải thích cháu cháu lúc đó mơ mơ hồ hồ nên nghe thấy một chút tôn tử ngập ngừng nói thằng nhóc đánh người ở đâu đỗ quang hỏi lại anh ta đã trốn thoát tôn tử nói cậu có nhớ bộ dạng của anh ta không đỗ quang hỏi lại dạ nhớ anh ta dù biến thành cho cháu cũng nhận ra tôn tử nói tốt anh ta không thể trốn thoát dù có trốn đến tận cùng thế giới tôi cũng sẽ đưa anh ta ta trở lại con trai tôi bây giờ thế nào đỗ quang chỉ quan tâm đến hoàn cảnh của con trai mình anh Lương vẫn chưa tỉnh, cháu và Gia Dương đã đưa anh ấy đến bệnh viện. "Chú Quang, chú cũng đến bệnh viện thăm anh ấy đi ạ." À. Tôn Tử nói. "Được, tôi đến bệnh viện ngay." Đỗ Quang nói. Sau khi cúp điện thoại, vợ của Đỗ Quang, Ngụy Thái Phượng, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Con trai chúng ta bị đánh." Đỗ Quang nói. "Có người dám đánh con trai chúng ta?" Ngụy Thái Phượng ngạc nhiên hỏi. "Ừ, thật là tức chết mà." Đỗ Quang nói. Kẻ nào cả gan đến mức ngay cả con trai chúng ta cũng dám khiêu chiến." Ngụy Thái Phượng vô cùng tức giận. "Vẫn chưa rõ là ai, nhưng Tôn tử đã nhớ dáng vẻ của anh ta rồi, chạy trốn cũng không được." Đỗ Quang nói. "Chúng ta phải bắt lại và nghiêm khắc trừng trị." Ngụy Thái Phượng nghiến răng nói. "Chắc chắn rồi." Đỗ Quang nói. "Con trai chúng ta bây giờ thế nào rồi?" Ngụy Thái Phượng hỏi. "Vẫn còn hôn mê, Tôn tử và Gia Dương đã đưa nó đến bệnh viện." Đỗ Quang nói, vậy chúng ta đến bệnh viện thăm con đi, Ngụy Thái Phượng nói, được, đi thôi, Đỗ Quang chuẩn bị đến bệnh viện cùng vợ. Sau đó, Đỗ Quang yêu cầu tài xế lái chiếc Bentley của mình, tập hợp một nhóm đàn ông và đến thẳng bệnh viện. Lúc này, Triều Đình Vũ lái xe ba bánh và trở về nhà cùng Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc. Trên đường đi, mí mắt của Lê Tuyết Tương liên tục giật, đó là một dấu hiệu đáng ngại. Sau khi trở về nhà, lê tuyết tương lại nói đình vũ dì nghĩ có điểm báo không lành cháu nên nhanh chóng đưa em gái đi đi dì tương cháu đang gặp rắc rối nếu cháu đi bọn họ không tìm được cháu nhất định sẽ không để yên cho dì cháu không thể bỏ mặc gì triều đình vũ kiên quyết không chịu một mình chạy trốn mẹ con dì không cần cháu chăm sóc cháu tự chăm sóc bản thân là được rồi nếu cháu không đi dì sợ rằng tai họa sẽ ập đến lê tuyết tương nói audio điện tử võ tấn bền khết tập 38